Kính thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, kính thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kính thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa tất cả các đồng chí. Đây là đợt công tác đầu tiên của chúng tôi tại huyện Thanh Chương. Tôi rất là cảm động trước lời mời của các đồng chí về nói chuyện về cuộc đời sự nghiệp của Bác, và ta học tập một cái chuyên đề rất quan trọng theo chủ trương của tỉnh ủy, đó là xung quanh câu chuyện về cán bộ và công tác cán bộ của chúng ta trên tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Bí thư Huyện ủy, tới tất cả các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí về buổi làm việc hôm nay. Tôi xin chân thành chúc Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp bền vững hơn nữa và thực hiện đúng mục tiêu đại hội đảng của chúng ta đề ra là xây dựng Thanh Chương thành một cái huyện khá của tỉnh Nghệ An. Chúc các đồng chí sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc. Các đồng chí cho phép tôi bắt đầu giới thiệu chuyên đề này bằng việc chúng ta hồi tưởng lại lịch sử 53 năm về trước. Bác Hồ của chúng ta đi xa vào 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Sau 24 năm liền, Bác là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước. Và ngày hôm nay, chính trong cái giây phút thiêng liêng mà chúng ta nói chuyện về Bác Hồ, thì 53 năm về trước, cũng giờ này, ngày này, tại thủ đô Hà Nội, đang diễn ra lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày cuối cùng của lễ viếng. Sáng ngày mai, mùng 9 tháng 9, các đồng chí hồi tưởng lại 53 năm trước đây, cũng tại thủ đô Hà Nội, diễn ra lễ truy điệu trọng thể Bác Hồ của chúng ta. Và lần đầu tiên Đảng ta công bố di chúc của Bác, thì các đồng chí đảng viên trẻ hoặc là hầu hết các đồng chí cán bộ của chúng ta đều sinh ra sau khi Bác mất, thì cần phải tìm hiểu kỹ lịch sử cuộc đời của Bác để chúng ta thương yêu Bác và học tập làm cho Bác một cách có kết quả tốt nhất. Nó có một cái chi tiết rất là cảm động và linh thiêng, là từ ngày Bác mất đến bây giờ và chắc chắn là mãi mãi, thời tiết của chúng ta những ngày Bác mất đấy là mưa tầm mưa tã hết. Thơ Tố Hữu nói là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa không? Thì các đồng chí cảm nhận trong thực tế cái điều ấy. Lễ viếng Bác từ ngày mùng 6 tháng 9 đến tận ngày mùng 8 tháng 9 và cả ngày lẫn đêm các đồng chí nhé. Để mùng 9 tháng 9 là tổ chức lễ truy điệu, sau đó đưa thi hài của Bác về Đá Trông K9, tức là huyện Ba Vì, Hà Tây bây giờ là Hà Nội, cách thủ đô 60 cây số, để Bác nằm ở Đá Trông 6 năm liền. Đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, chúng ta xây dựng xong lăng cho Bác đấy, đưa Bác từ Đá Trông vào lăng ở Hà Nội, thì xin các đồng chí nhớ cho một chi tiết là thi hài Bác 6 lần phải di chuyển. Trên cuộc đời Bác đấy, vất vả gian nan là như vậy. Lúc còn sống hoạt động, ngay cả khi đã về cõi vĩnh hằng cũng vậy thôi. Vì dân, vì nước. Đảng bộ Nam Đàn, Đảng ủy xã Kim Liên, quê hương của Bác, nơi mà Bác cất tiếng khóc chào đời cùng với gia đình dòng họ Bác đấy, là vào viếng đầu tiên cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Trong phòng khách của huyện ủy chúng ta, tôi thấy các đồng chí treo một cái bức tranh rất là cảm động, hình ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Bác Tôn Đức Thắng của chúng ta, các đồng chí biết cả, sau khi Bác mất, Bác Tôn là chủ tịch nước thay cho Bác. Bác Tôn là hơn tuổi Bác Hồ nhé. Lúc Bác Hồ 79 tuổi ra đi thì Bác Tôn đã 81 tuổi. Nhưng vì Bác là một người công nhân thợ máy mà, rồi trở thành một lãnh tụ, lại suốt đời hoạt động bên cạnh Bác Hồ, cho nên Bác có một sức khỏe tốt hơn. Vậy mà Bác Tôn đã ngày đêm túc trực bên thi hài của Bác Hồ suốt những ngày quốc tang cùng với lãnh đạo đảng và nhà nước. Riêng đại biểu quốc tế đấy, đảng ta mời 50 đoàn đại biểu quốc tế đến Hà Nội để dự lễ tang Bác Hồ. Mà trong hoàn cảnh chiến tranh tổ chức được như vậy là một kỳ tích. Chúng ta biết là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt, cho nên là những ngày cuối đời của Bác đấy, Bác dằn vặt lo âu rất nhiều chuyện. Trong đó có thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta đã đến ngày toàn thắng, gần đến nơi mà Bác không thể chờ đợi được. Cái việc mà Bác mất ngày mùng 2 tháng 9 là trùng với ngày quốc khánh. Năm ấy, ngày lễ và ngày tang nó lại trùng nhau. Tại sao mà đến tận mùng 6 mới tổ chức lễ viếng các đồng chí? Chỗ này chúng ta cần nghe có một sự giải thích chính thức. Bởi vì phải có thời gian để đảng và nhà nước thông báo với toàn thế giới về việc Bác Hồ đã mất. Hai nữa là để chính phủ ta, nhà nước ta đấy, là triệu hồi các đại sứ Việt Nam ở khắp mọi nơi về nước để chịu tang Bác. Thứ ba nữa là phải có thời gian để đợi đồng bào chiến sĩ miền Nam băng rừng vượt núi, vượt qua mọi hiểm nguy từ chiến trường có mặt tại Hà Nội để viếng Bác. Cho nên đúng ngày mùng 6 tháng 9 mới bắt đầu lễ viếng, mà tôi nhắc lại là cả ngày lẫn đêm, cả dòng người không bao giờ dứt, nước mắt đẫm nước mắt trên từng gương mặt mọi lứa tuổi. Đảng bộ chúng ta có một đồng chí lão thành cách mạng, năm nay đã 105 tuổi và 82 tuổi đảng, nhân chứng sống của lịch sử thời kỳ Xô Viết nghệ tĩnh đấy, cụ Tố Đức ấy các đồng chí. Đấy là một vốn quý của đảng ta, của đảng bộ chúng ta, để giáo dục truyền thống cách mạng. Thì phải thế hệ những vậy mới có thể trực tiếp cảm nhận những ngày Bác mất đau đớn như thế nào. Còn chúng ta sẽ hồi tưởng lại qua lịch sử. Ngày mùng 6 tháng 9 bắt đầu viếng Bác thì cũng là ngày xuất hiện bài thơ Bác ơi của Tố Hữu. Các đồng chí có biết là Bác mất ngày mùng 2 mà mùng 6 nhà thơ Tố Hữu mới có bài thơ Bác ơi? Bởi vì nó có một chi tiết cảm động. Nhà thơ là một trong những người được Bác rất yêu quý. Những ngày Bác lâm bệnh ấy, nhà thơ ở bên cạnh Bác, mà nhà thơ đang bị bệnh đau tim rất nặng. Bác nói là chú chủ quan lắm, chú có bệnh nặng phải đi bệnh viện để các thầy thuốc khám cho và cho thuốc. Đừng lo gì cho Bác cả, ở đây còn có nhiều người. Thế là để Bác yên lòng thì mới đi bệnh viện. Mà chưa kịp ra viện thì Bác đã mất. Cho nên khi nghe tin Bác mất ấy, mùng 6 bắt đầu lễ viếng mới chạy từ bệnh viện về. Chiều nay con chạy về thăm Bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Khi Bác mất ấy, chuông không reo, đèn không sáng, rèm cửa khép lại đầy tang tóc.
Trên trong thơ Tố Hữu đấy có câu là chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Và bài thơ Bác ơi khắc họa cho chúng ta tất cả những gì chúng ta biết về cuộc đời vĩ đại, sự nghiệp cao quý, đạo đức tốt đẹp mẫu mực của Hồ Chí Minh, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Chúng ta nói chuyện về Bác Hồ vào đầu tháng 9 như thế này, riêng với ngành giáo dục là ngày đầu tiên của ngày lễ khai giảng và ngày đầu tiên của năm học mới. Mà tôi được biết là huyện Thanh Chương của chúng ta có một đội ngũ các nhà giáo đông đảo tới 3.000 thầy cô giáo, từ cô giáo mầm non đến các thầy giáo cô giáo phổ thông trung học. Huyện Thanh Chương trước đây chỉ có một trường phổ thông trung học thôi, bây giờ có tới 7 trường phổ thông trung học. Và chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm trường phổ thông trung học đầu tiên của huyện nhà. Thì nhân cái sự kiện học tập về Bác, đội ngũ các nhà giáo, các thầy, các cô giáo đấy, có lẽ là một trong đối tượng cần thấm nhuần nhất để truyền cảm hứng tới thế hệ học trò của chúng ta, nhất là các cô giáo mầm non và tiểu học, những cái bước đi đầu đời của trẻ em. Tôi muốn nhắc các đồng chí, bài thơ đầu tiên viếng Bác ở nước ta là ai? Là của ai? Thì là của một em bé 10 tuổi, thần đồng thơ ca lúc bấy giờ, em bé Trần Đăng Khoa, 10 tuổi. Người đầu tiên có thơ khóc Bác đấy các đồng chí. Còn bây giờ Trần Đăng Khoa đã ngoài 60 tuổi, đã là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Bài thơ Trần Đăng Khoa viết là viết trong hoàn cảnh đang nằm viện phải mổ mắt, bệnh thiên đầu thống. Thế mà khi nghe đài phát thanh báo tin Bác mất ấy, thì em bé giật cả cái mảnh băng ra và viết ngay bài thơ trên giường bệnh. Cháu thề phấn đấu suốt đời, cháu buốt ở nơi tim này, nơi đeo tang suốt đêm ngày Bác ơi. Một mắt cháu đã mờ rồi, cháu ngồi cháu khóc đất trời đổ mưa. Bác ơi, cháu chẳng bao giờ còn mong gặp Bác, cháu chờ đã lâu. Bác cho chúng cháu mai sau núi sông bất khuất đẹp giàu sáng tươi. Cháu thề phấn đấu suốt đời nên người Bác dặn như lời Bác mong. Và trong các cái bài hát cho các em thiếu niên nhi đồng thì hai anh em nhạc sĩ Hoàng Lân và Hoàng Long đã có bài hát Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. Tôi nêu như vậy để mỗi một người dân xứ Nghệ, quê hương của Bác, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Chương chúng ta, sẽ khắc ghi trong lòng những tình cảm thương yêu nhất, sâu đậm nhất, tình nghĩa nhất với Bác Hồ của chúng ta. Từ đây về quê Bác chắc là cũng không xa xôi gì lắm. Các đồng chí có thể về tận nơi Đảng và Nhà nước vừa khánh thành nhà thờ gia tiên cho gia đình Bác, đặt ngay tại núi Trung, gọi là đền thờ Trung Sơn. Trung Sơn là núi Trung ở ngay trên đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Chúng ta đến đó để tưởng niệm, để thắp hương, để viếng mộ người mẹ Việt Nam vĩ đại, bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nhìn lại cái mảnh vườn làng chùa nơi Bác cất tiếng khóc chào đời. Chúng ta thăm lại tất cả những di tích lịch sử ở đó để cảm nhận thấy rằng Bác vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, mãi mãi ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta, người sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại là vì vậy. Thì hôm nay, cái giờ phút đầu tiên này là chúng ta nghĩ về Bác, cái lễ viếng ngày cuối cùng.
Trong điếu văn truy điệu Bác đấy, Đảng ta nói thế này: dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và người đã làm rạng rỡ cho dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Đấy là một trong những câu hay nhất trong bản điếu văn của Trung ương vĩnh biệt Bác Hồ. Năm nay dồn dập biết bao nhiêu sự kiện, mỗi sự kiện đều nhắc nhở chúng ta nghĩ về Bác. Thưa tất cả các đồng chí, năm nay nếu Bác còn sống với chúng ta, Bác là 132 tuổi đời, nhưng Bác chỉ ở với chúng ta 79 mùa xuân, Bác thọ 79 tuổi và Bác ra đi. Trong gia đình Bác, Bác Hồ của chúng ta còn có một cái may mắn là thọ nhất. Chứ những người thân yêu trong gia đình Bác đều mất sớm cả. Ta biết được điều này, ta càng thương Bác hơn. Người mẹ của Bác đấy, bà Hoàng Thị Loan, chỉ thọ có 33 tuổi thôi. Bà lại mất vào đúng dịp Tết, 22 tháng Chạp. Lúc đó Bác mồ côi mẹ có 10 tuổi đầu, mất ở Huế. Cái cuộc di chuyển từ Nam Đàn vào Huế đấy, mà Bác đi theo bố mẹ lúc đó có 5 tuổi đầu. Chính bà Loan vào đó để phục vụ thỏa nguyện, tâm nguyện thi cử của chồng mình là cụ Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, sau này bố của Bác. Thì bà làm việc kiệt sức, làm nghề dệt vải, dệt lụa để nuôi chồng, nuôi con. Bà đã chết ngay trên khung cửa. Lúc Bác Hồ còn đi mua thuốc về cho mẹ, đi xin cơm, xin cháo nuôi em. Đến Huế, bà sinh thêm một em nhỏ, em út của Bác đấy, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhưng mà không có một giọt sữa nào của mẹ, Bác toàn bế em sang hàng xóm để xin cho em được bú nhờ thôi, xin cơm, xin cháo nuôi em. Thì em bé của Bác đặt tên nôm là Nguyễn Sinh Xin, đi xin sữa. Về đến nhà, mở cửa ra thì mẹ đã chết bên khung cửa. Mà em nhỏ có biết đâu, nó có 4 tháng tuổi, vẫn bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ. Bác kể lại cho chúng ta chi tiết này mà Bác khóc. Lúc đó Bác đã là chủ tịch nước rồi. Thì đấy là người mẹ. Mà bà Hoàng Thị Loan ấy, mất ngày 22 tháng Chạp. Hôm sau 23 Tết, Tết ông Công ông Táo đấy, Bác Hồ đưa mẹ lên tận núi ở ngoại ô thành phố Huế, gọi là núi Tam Tầng, để an táng. Mà nhờ bà con hàng xóm giúp cho, chứ 10 tuổi đầu hai anh em côi cút làm sao làm được. Bố thì còn tít ở trong núi rừng Thanh Hóa, chưa về, chưa biết tin. Cụ được cử đi chấm thi mà. Cụ là nhà giáo, và cụ lại mang cả con trai cả cùng đi, tức là anh trai Bác là Nguyễn Sinh Khiêm, mà sau này trưởng thành là Tất Đạt. Bác là Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Côn, sau này trưởng thành là Nguyễn Tất Thành. Cho nên bố mẹ Bác đấy đều mất trong cô độc, không có một người thân bên cạnh. Chị gái Bác là bà Thanh. Bà Thanh là con gái cả đầu lòng. Chị gái của Bác đấy còn có một cái tên rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Bác đón chị khi Bác là chủ tịch nước, Bác lấy tên là Hồng Liên, tức là hoa sen hồng, do tương xứng với chị. Quê Bác, quê nội lại là quê làng Sen. Thì các đồng chí nhớ là mẹ Bác mất lúc có 33 tuổi, mà phải đợi 21 năm sau mới được bốc mộ. Đó là năm 1922. Lúc đó Bác đã ở Pháp. Bác đã là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Pháp rồi.
Từ lúc 30 tuổi, năm 1920, bác gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Thì lúc ở trong nước, chị gái bốc mộ cho mẹ, thì bác ở Paris làm giỗ mẹ, Bác giỗ mẹ đúng ngày âm lịch, tức là ngày 22 tháng Chạp. Hơn thế nữa, khi bốc mộ cho mẹ, bà Thanh phải bốc mộ ban đêm. 21 năm thì còn gì nữa đâu. Bà cứ mò từng mẩu hài cốt còn lại của mẹ trong áo quan ấy, vừa làm vừa khóc. Rửa sạch hài cốt của mẹ trong một chiếc chậu nước lá thơm theo phong tục, rồi gói lại trong một miếng lụa đỏ đeo trên vai, đưa hài cốt của mẹ về quê. Mà ban đêm, thân gái dặm trường 400 cây số từ Huế về Nam Đàn, bà phải ngủ trọ lại. Ban đêm, nhà trọ họ kiêng, họ không cho để hài cốt người chết trong nhà, bà lại phải giấu mẹ ngoài vườn chuối để sáng hôm sau tìm mẹ, đưa mẹ về quê. Bà vừa đi vừa khóc, bà khấn thầm trong lòng: mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Về đến nơi lại chôn mẹ ngay ở vườn làng sen quê nội. Và phải đợi 20 năm nữa, đến năm 1942, thì ông Cả Khiêm là anh trai bác ấy, lại đưa hài cốt của mẹ từ vườn làng sen lên an túi an táng tại dãy núi Đại Huệ trên cả cái giải Thiên Nhẫn ở Nghệ An. Nó gọi là vùng đất địa linh nhân kiệt. Anh trai bác ra Hà Nội kể cho bác nghe chi tiết cái việc bốc mộ cho mẹ như thế nào. Ông cho con cháu trong dòng họ đi theo. Ông dặn là đào cho ông 9 cái huyệt giống hệt nhau. 8 huyệt là để nghi binh thôi. Chỉ huyệt thứ 9 mới chính thức có hài cốt của bà Loan. Ông đánh dấu lại, một mình ông biết, và ông kể cho bác nghe, bác khóc. Bởi vì gia đình bác đã nằm trong tầm ngắm của đế quốc thực dân, nó sẽ truy lùng khắp mọi nơi. Từ Paris mà nó còn điện về cho cái chính quyền cai trị ở Vinh lúc bấy giờ, là tìm bằng được lai lịch Nguyễn Ái Quốc là ai cơ mà. Cho nên để bảo toàn thật là cẩn thận thì phải đào 8 cái huyệt giả để nghi binh. Chỉ huyệt thứ 9 mới có hài cốt của mẹ. Tôi nói chi tiết này để xin các đồng chí cảm nhận thấy một điều là gia đình bác vất vả, gian nan, không một ai có hạnh phúc cả. Hy sinh hết. Đúng không? Và đặc biệt, sau khi đào xong các cái huyệt đó, ông cho con cháu trong dòng họ về hết. Chỉ một mình ông ngồi lại trong cánh rừng Đại Huệ mênh mông đó để chờ sáng hôm sau thì an táng chính thức cho mẹ. Đấy là mẹ Loan, bà Hoàng Thị Loan. Bà nội của bác tên là cụ Hà Thị Hy, người phụ nữ đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An, mà tài hoa thì bạc mệnh. Cụ chỉ thọ có 32 tuổi. Ta về thăm quê bác ấy, ta sẽ đọc từng tấm bia trên từng nấm mộ thì sẽ rõ. Em nhỏ của bác là Nguyễn Sinh Nhuận, chưa đầy 1 tuổi, chính xác là có 4 tháng tuổi đã mất, mà mất ngay trên cánh tay của bác. Đường xa xôi 400 cây số từ Huế về Nam Đàn, cái sinh linh bé nhỏ 4 tháng tuổi làm sao sống được. Vừa đến quê thì em bé tắt thở, và phải đào tháo kính cửa, lấy miếng gỗ nhỏ đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong một tấm áo rách đưa đi chôn. Bây giờ trên nấm mộ còn ghi là Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh, thọ chưa đầy 1 tuổi, 4 tháng tuổi.
Còn bà nội cụ Hà Thị Hy, người phụ nữ tài hoa bạc mệnh, đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An mà có 32 tuổi. Ông Cả Khiêm, anh trai bác, mất vào đúng năm bác đi chiến dịch biên giới, năm 1950, kháng chiến chống Pháp. Thọ có 62 tuổi. Chị gái bác là bà Thanh, tức là bà Bạch Liên ấy, thọ hơn được 70 tuổi, lại mất đúng năm Điện Biên Phủ, năm 1954, bác cũng không có nhà. Bác khóc anh khóc chị, rất là tha thiết. Bác nhờ tỉnh ủy Nghệ An lo việc tang lễ giúp cho anh cho chị. Bác nói là chỉ vì việc dân việc nước mà tôi đành chịu tội bất đễ trước vong linh anh chị. Bất đễ là chưa làm tròn trách nhiệm của người em, và mong bà con ở quê nhà cũng lượng thứ cho tôi. Bác có cả bức thư gửi các đồng chí tỉnh nhà đấy các đồng chí nhé, tức là với Nghệ An và với Thanh Chương của chúng ta nữa, để ta thấy thêm, nghiên cứu tiểu sử của bác, cuộc đời gia đình bác, thì ta mới càng thấy gian nan vất vả, chỉ có bác còn được sống thọ 79 tuổi với chúng ta thôi. Bố bác là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, sau này từ bỏ hết mũ áo nhà quan. Cụ về làm thuốc, dạy học, sống ẩn dật trong thôn làng với bà con, mà trôi dạt và tít tận Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bà con coi cụ là ân nhân làm tang cho cụ, chứ cũng có ai bên cạnh đâu. Thế là mẹ chết trong cô độc, bố chết trong cô độc, anh mất, chị mất, em mất, bác đau đớn lắm. Đấy. Bố bác thọ có 67 tuổi chứ. Cụ mất vào đúng năm 1929, là năm bác đã ở Hương Cảng, Hồng Kông để chuẩn bị thành lập đảng ta năm 1930. Và cái năm mà bố mất ấy, năm 1929, lại là năm bác Hồ của chúng ta bị tòa án Nam Triều nó kết án tử hình vắng mặt. Ta nhớ cái sự kiện về vụ án Hồng Kông nhé, rồi sau này là 14 tháng tù đầy ở Quảng Châu, Quảng Tây, Trung Quốc nhé. Chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam bác, vào tù ra tội. Thế thì trong hồ sơ của bác đấy có ghi năm 1929 đấy, bác bị kết án tử hình vắng mặt. Chứ nó mà điệu bác về được đến Vinh ấy, là nó tử hình ấy. Mà cái sự liên kết này giữa thực dân Pháp, thực dân Anh đấy là thất bại. Bởi vì bác có biết bao nhiêu ân nhân cứu bác, nhất là vợ chồng luật sư Lusabai sau này, mà bác coi là ân nhân. Một người nữa mà chúng ta không thể không nhắc đến, mà điều này thì càng nhắc đến càng thương bác, mối tình của bác với cô Lê Thị Huệ. Trước thời kỳ đổi mới không bao giờ ta nói, bởi vì chúng ta chót coi bác là thần thánh, chứ những chuyện cuộc đời riêng tư trần thế đấy là ta không nói. Mà đây là một mối tình tinh thần hoàn toàn chỉ có trong trái tim, chứ có thành vợ chồng, có ăn ở với nhau đâu. Mối tình chỉ vừa chớm nở, bác đã phải giã từ ra đi để đi tìm đường cứu nước. Mà năm nay lại tròn 111 năm ngày bác đi tìm đường cứu nước. Cô Lê Thị Huệ kém bác Hồ 3 tuổi, nhưng cô lại mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 1969, mãi đến tận năm 1980, tức là giải phóng miền Nam được 5 năm rồi cô mới mất. Cô mất trong trạng thái một nhà sư, cô đã đi tu. Cô ở tu trong một ngôi chùa nhỏ xa xôi, ở vùng đất đỏ, quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu, tận Bà Rịa, Vũng Tàu. Trên núi Thị Vải, trong chùa Thị Vải, và cô mất. Cô mất năm 1980, đến nay là tròn 42 năm, mà ta chưa tìm được nấm mộ của cô.
Mà cuối đời bác đấy, bác có hỏi tin cô Huệ. Khi ta nói cho bác biết là cô Huệ đi tu từ lâu rồi bác ạ, thì bác khóc, bác dằn vặt suốt đêm, không ngủ. Ông Vũ Kỳ là thư ký của bác, đêm khuya nào trả vào phòng bác tắt đèn cho bác ngon giấc, mà bác còn gọi lại. Chú vặn lại đài cho bác, để bác nghe tin bác đã ngủ đâu. Chú cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để chúng ta thấy bác cũng có một cuộc sống riêng tư, cô đơn như thế nào lúc tuổi già. Vì bác là một con người như chúng ta, bằng xương, bằng thịt, chứ không phải thần thánh. Dù bác vĩ đại như bậc thánh vậy. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ là sự vĩ đại của bác cao quý như bậc thánh, nhưng không bao giờ được thần thánh hóa bác. Để cho bác sống động như cuộc đời của chúng ta vậy, thì đấy mới là điều chúng ta cần phải biết. Chỉ biết rằng khi chúng ta hiểu rõ về bác, biết thương yêu bác thật đáy lòng, thì bác lại không còn nữa. Đấy là điều mà tôi muốn nói với các đồng chí, nhân kể một đôi chút về cuộc đời sống người thân yêu trong gia đình bác, để ta thương yêu bác hơn. Có một chi tiết này cũng cần phải nói này. Cách đây đúng 32 năm, tức là năm 1990, khi ta tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác ở thủ đô Hà Nội, thì đảng ta mời rất nhiều khách nước ngoài, các trí thức lớn, các học giả lớn ở khắp mọi nước đến dự cái lễ kỷ niệm này. Và trong số các trí thức mà chúng ta mời đến ấy, thì có một người đặc biệt, đó là một phụ nữ. Bà là giáo sư tiến sĩ sử học người Mỹ. Bà tên là Josephine Stenson. Bà đọc một bài tham luận về Bác Hồ mà không ai cầm nổi nước mắt. Tôi đọc để các đồng chí nghe. Tôi đến Việt Nam vì yêu mến nhân dân Việt Nam và vô cùng yêu mến Bác Hồ. Cái chữ Bác Hồ đấy bây giờ trở thành tiếng gọi chung của cả thế giới, chứ không riêng gì chúng ta đâu. Bà nói thế này này, tôi thuộc lớp con cháu của người, tức là như chúng ta thôi. Nhưng tôi rất yêu người. Còn nếu như cuộc đời cho tôi may mắn được làm người cùng thời với người, thì tôi nhất định phải yêu người bằng được. Bà nói chân thành như vậy. Tôi theo đuổi người đến cùng, dù cho người từ chối đi nữa, tôi vẫn thiết tha yêu người. Tôi yêu người bằng trí tuệ của một nhà khoa học và bằng trái tim của một người phụ nữ. Thì câu này đem lại cho chúng ta một niềm xúc động và tin cậy. Bà kể là tôi vào tận nhà sàn nơi ở của người, để tôi tìm xem người có của nà riêng tư gì không. Thì tôi phải khóc mà nói rằng người không một chút riêng tư. Bàn làm việc của vĩ nhân mà trên bàn có cả ống bơ sữa bò đã dùng rồi để làm lọ bút, cắm từng cái bút bi, bút chì làm việc. Và cái giường nằm của vĩ nhân là một chiếc giường cá nhân chăn đơn gối chiếc. Trên giường có để hai cái quạt, một cái quạt mo cau của tỉnh ủy Nghệ An biếu bác khi bác về thăm quê năm 1957, năm 1961. Và chiếc quạt lá cọ là của tỉnh ủy Phú Thọ biếu bác để bác nhớ về ngày kháng chiến ở vùng Trung Du, mà rừng cọ đồi chè có vậy thôi, chứ làm gì có chăn đệm sang trọng như thời nay. Nên bà khóc là đúng thôi. Nhưng cái điều bà bình luận thế này, nhìn chiếc giường cá nhân chăn đơn gối chiếc của bác mà tôi càng khóc. Vì tôi biết rằng cả cuộc đời người hy sinh cho dân, cho nước, cho cả thế giới nhân loại. Và trong cuộc đời của Hồ Chí Minh,
Chưa một lần người được biết đến hơi ấm của phụ nữ. Đấy là nguyên văn lời của bà Josephine Spencer. Để chúng ta cảm nhận hết tình yêu thương lớn lao mà nhân loại dành cho bác, cũng như đức hy sinh mà bác dành cho cuộc đời của mỗi chúng ta, cho cả thế giới nhân loại. Không chỉ với dân tộc Việt Nam, không chỉ với quê hương Nghệ An của bác đâu, với cả thế giới nhân loại. 2 tháng trước khi mất, ngày 14 tháng 7 năm 1969, bác còn cố tiếp khách quốc tế lần cuối cùng. Đó là bác trả lời nhà báo Pháp, nhà báo giáo sư sử học Pháp Charles Fourniaud, và bác trả lời phỏng vấn của nữ nhà báo cộng sản Cuba là đồng chí Marta Rojas. Họ hỏi bác là trong cuộc đời của bác, đâu là điều thiêng liêng nhất? Bác đặt tay lên ngực nơi có trái tim. Bác nói đúng một câu thôi: tôi tự nguyện hiến đời tôi, hiến dâng ấy, cho dân tộc tôi, cho nhân dân tôi và cho cả thế giới. Và đặc biệt với Việt Nam, bác giải thích là ở Việt Nam, mỗi người có một nỗi khổ riêng, mỗi gia đình có một nỗi đau riêng, cộng tất cả nỗi khổ đau đó lại là nỗi khổ đau của chính bản thân tôi. Thì đấy là một tình thương yêu vĩ đại. Trái tim bác mênh mông có chỗ chứa cho tất cả mọi người, đúng như lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói. Hay là khi mà bác 56 tuổi, ta nhớ lại năm 1946 nhé, năm mà nước ta bắt đầu độc lập được một năm rồi, và đã có quốc hội bầu bác là chủ tịch chính thức. Chúng ta còn có hiến pháp mới đầu tiên năm 46. Vì đồng bào cả nước ấy chúc thọ sinh nhật bác lần thứ 56. Bác trả lời thế nào? Bác có thư cảm ơn đồng bào: chỗ này cán bộ chúng ta học bác đức khiêm tốn và hy sinh. Điều được nhấn mạnh trong cái chủ đề năm nay: khiêm tốn và đức hy sinh. Bác nói là tôi năm nay mới 56 tuổi, chưa đến cái tuổi để đồng bào chúc thọ đâu, nhưng vì có một số nhà báo nói ra làm bận tâm đến đồng bào, đồng bào cho tôi nhiều bánh, nhiều hoa, nhiều quà, tôi biết lấy gì để cảm tạ. Tôi chỉ một lòng một dạ phục vụ đồng bào, hy sinh cho đồng bào. Sau này bác nói như một người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận. Bác nói là từ trước đến giờ tôi đã là người của đồng bào, thì từ giờ về sau và mãi mãi tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tất cả chúng ta, từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất ở địa phương đến các đồng chí cán bộ đảng viên bình thường, hãy học bác đức khiêm tốn và đức hy sinh, lòng chân thành, trung thực. Trên mỗi một lời nói của bác ấy, mỗi câu văn của bác ấy, được chúng ta cảm nhận tự đáy lòng, tất cả vì sức mạnh và sức hấp dẫn bắt nguồn từ sự chân thành, từ sự trung thực. Mỗi lời nói mà xuất phát từ trái tim thì tự nó sẽ tìm đến một trái tim khác, từ trái tim đến trái tim. Đó là con đường ngắn nhất để có thể thuyết phục lẫn nhau, mà bác Hồ là một kiểu mẫu. Bởi vì bác hy sinh tất cả, không có một chút gì riêng tư. Đấy là điều cảm nhận của chúng ta về bác. Hai nữa, xin các đồng chí nhớ cho là năm nay đấy, ngoài sự kiện 132 năm ngày sinh của bác, 111 năm bác đi tìm đường cứu nước, năm nay ta còn kỷ niệm 65 năm lần đầu tiên bác về thăm quê. Các đồng chí cố gắng đến thật nhiều lần quê hương của bác nhé. Chúng ta là ở Nghệ An,
là có thuận lợi hơn bất cứ nơi nào, lại có niềm tự hào không ai có được, là cùng quê hương với bác. Cho nên về thăm bác để nhớ lại tất cả mọi kỷ niệm, và nó sẽ thành động lực tinh thần cho chúng ta tốt hơn. Ta nhớ là bác về thăm quê lần đầu tiên năm 1957. Lúc này bác đã 67 tuổi. Lần thứ hai là năm 1961, bác 71 tuổi. Và bác chủ trì Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ ba tháng 9 năm 60. Thì ngay đầu 61 bác về thăm quê. Đây là lần thăm cuối cùng của bác. Bác chỉ về quê được 2 lần. Nhưng tình cảm của bác dành cho quê hương là vô hạn. Có lần ta hỏi bác là: thưa bác, quê hương bác ở đâu? Ta biết là ở làng Hoàng Trù hay làng Chùa là quê ngoại, làng Sen là quê nội, nhưng ta vẫn có hỏi. Hỏi như vậy bởi vì sau này ta mới biết miền quê ngoại chính thức của bác còn ở Hưng Yên nữa. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đấy mới đích thực là cái nôi của dòng họ ngoại. Ông ngoại bác là Hoàng Xuân Đường, mẹ bác là Hoàng Thị Loan, dì ruột của bác là bà Hoàng Thị An ấy, rất thương yêu bác. Bác về quê Hưng Yên tất cả 10 lần đó. Bây giờ ở chỗ thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ấy, đã xây đền thờ cho mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Mà câu đối đấy là mang từ làng Sen, làng Chùa, Kim Liên về tận Hưng Yên để thờ cơ. Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ, trung cự hùng thanh ức vạn niên cơ mà. Thiên thu phúc đức sinh minh thánh, tu dưỡng hàng ngàn đời mới sinh ra một bậc thánh. Những cái câu đối rất có ý nghĩa. Thì bác về Hưng Yên nhiều lắm. Nhưng khi hỏi bác quê hương bác ở đâu, bác nói thế nào? Với bác, ở đâu cũng là quê hương. Bác sinh ra ở Kim Liên, ở làng Chùa, nhưng mẹ lại mất ở Huế, bố mất ở Cao Lãnh, chưa một lần bác đến. Chuyện với bác đấy, đâu đâu cũng là quê hương. Còn nơi sinh ra, chôn rau cắt rốn ấy, có một tình cảm đặc biệt là như vậy. Thế thì chúng ta mới biết thêm cái chi tiết nữa là tại sao mà trước khi mất, trên giường bệnh, lúc sắp ra đi, bác thèm nghe một câu hò Huế, một câu dân ca xứ Nghệ, một câu hò Ví Dặm và một tiếng hát quan họ Bắc Ninh. Bắc Ninh ở ngoài Bắc này, Bắc Ninh tỉnh nhỏ lắm, nhưng mà vùng quê hương quan họ, hóa ra Bắc Ninh bác về tới 18 lần. Vì gắn với biết bao nhiêu sự kiện quan trọng của Đảng những ngày trước cách mạng tháng 8. Bác Hồ của chúng ta là người như vậy, đâu đâu cũng là quê hương. Ta đọc vào di chúc nhé. Đọc vào di chúc các bạn sẽ thấy một điều như thế này các bạn này. Đây là bản di chúc linh thiêng mà bác gửi lại cho chúng ta đây. Bản di chúc này bác viết từ trước, từ năm 65, lúc 75 tuổi, bác đã bắt tay vào viết di chúc. Viết trong khoảng 4 năm, vừa viết vừa sửa, sửa lần cuối cùng vào tháng 5 năm 69. Bản di chúc vẹn vẹn có 1.000 từ thôi mà bác để công sức như thế. Thì đọc vào di chúc ta sẽ hiểu tất cả. Bác có dặn về việc riêng. Bác nói là sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, lãng phí thì giờ tiền bạc của nhân dân. Suốt đời chỉ vì dân, thương dân đến ngay cả việc riêng cũng không cho làm gì tốn kém mồ hôi nước mắt của dân. Bác dặn cán bộ thu thuế,
các đồng chí cũng có tổ chức thu thuế, chi cục thuế hay các nơi đấy. Bác dặn là thu thuế là thu mồ hôi nước mắt của dân đấy. Mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng là mồ hôi nước mắt của dân. Thương dân thì phải tiết kiệm, lãng phí là không thương dân, và tham ô tham nhũng là một tội ác, có tội với dân với nước. Rành mạch như vậy thì trong di chúc bác dặn là để tránh cái lỗ lãng phí thì giờ tiền bạc của nhân dân, tôi gửi lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng bào, đồng chí, các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến bạn bè quốc tế. Đồng chí nào là bộ đội Cụ Hồ, danh xưng cao quý, lại có người anh cả huyền thoại Võ Nguyên Giáp nữa, thì lại càng cảm động. Vì trong di chúc bác dành cho bộ đội tình thương bao la. Bác còn nói là tôi gửi lời chào đến toàn thể các bộ đội. Bác thương nhất là bộ đội công an, nhất là thời chiến tranh chống Mỹ. Thì bác nói thế này, bác linh cảm thấy cố chờ đợi miền Nam rồi mới đi mà không chờ được. Bác biết điều đó. Bác là một con người rất nhạy cảm. Bác biết cả vấn đề sâu thẳm của trái tim, của tâm linh. Cho nên bác mới nói là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Đến thân thể của mình cũng không nghĩ là của mình nữa, thì đây là một con người vô cùng cao thượng, dâng hiến hết. Bản thân bác lúc 20 tuổi đã đứng trên bục giảng với tư cách một nhà giáo. Cho nên các thầy giáo, cô giáo của huyện chúng ta đấy vô cùng tự hào trong cuộc đời dạy học của mình có một người thầy vĩ đại, một đồng nghiệp vĩ đại là bác Hồ. Bác là nhà giáo đấy chứ. 20 tuổi bác giảng dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết để chờ đợi đến ngày rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Cho nên bác còn là nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Bác rất cẩn thận về ngôn ngữ. Bác dặn là dành một phần cho xương cho đồng bào miền Nam. Khi chữa đấy, bác lấy bút đỏ gạch bỏ chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi. Thì đấy là một sự tinh tế về ngôn ngữ mà ta phải học bác bằng được. Ở đây có cả các đồng chí cán bộ đảng chuyên trách về tuyên giáo, về văn hóa, càng phải học bác. Bác gạch chữ xương đi là đúng. Khi nói cho xương, đó là văn nói, là khẩu ngữ. Còn khi văn viết ấy, mà là hỏa táng thì chỉ còn cho thôi. Cả đời người cuối cùng là một bình cho thôi. Thậm chí bác còn dùng câu như thế này này: thi hài tôi yêu cầu được đốt đi. Nói chữ là hỏa táng, sau này có nhiều điện thì điện táng nên trở thành phổ biến. Như thế đã tốt vì hợp vệ sinh cho người đang sống, lại đỡ tốn đất. Bác không chỉ gạch bỏ chữ xương, bác lại thêm chữ ruộng, đỡ tốn đất ruộng. Thì càng thấy rõ ra tình thương của bác với nông dân. Ruộng đất là vấn đề thiêng liêng của người nông dân. Cả đời cách mạng phấn đấu là cho người cày có ruộng, một thời là như vậy. Thế cho nên bác lại dặn tiếp là cho thì chia đều vào ba hộp sành. Cho miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp. Đồng bào mỗi miền hãy tìm một quả đồi cao mà chôn hộp cho đó xuống, cho đỡ tốn đất ruộng. Còn một vị chi tiết nữa, chính trong di chúc, tâm nguyện của bác gợi ý cho chúng ta là chôn bác ở Tam Đảo hoặc Ba Vì. Nghe nói Tam Đảo, Ba Vì có nhiều đồi đẹp. Bác rất chú trọng thiên nhiên. Bác là tác giả của Tết trồng cây. Bác là người có tư tưởng rất lớn về môi trường như thế giới đánh giá.
Trên bác đi như vậy. Thế cho nên Tam Đảo bác về Vĩnh Phúc đấy, bác về tới 8 lần tất cả. Lần đầu và lần cuối bác chỉ dừng chân ở Tam Đảo mà thôi, nơi có rất, rất đẹp, phong cảnh rất đẹp. Và Ba Vì, nơi có đá trông, thì cách đây đúng 65 năm bác đã đến. Bác đến đá trông, bác đeo ba lô trên vai. Bác dặn chúng ta là cho vào ba lô cho bác từng viên gạch, từng viên đá một, để xem sức bác có thể đeo được mấy viên. Thế là bác chủ tính một chuyến đi xa, đi vào tận cùng đất nước ở miền Nam để thăm đồng bào chiến sĩ, chia sẻ khó khăn với đồng bào những ngày chiến tranh gian khổ chống Mỹ đấy. Trung ương rất thương bác, thông cảm với bác, nhưng Trung ương không giải quyết để bác đi, vì không ai dám đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bác trong cái chuyến đi xa xôi và nguy hiểm như vậy. Chứ chỉ động viên an ủi bác là cố chờ ngày toàn thắng, chứ còn để bác đi thì không ai dám giải quyết. Đấy là cái sự kiện đá trông 65 năm về trước. Bác thiết tha đề nghị là nếu các chú không để bác đi xa thì cho bác đi gần cũng được, không để bác đi dài ngày cho bác đi ngắn ngày cũng được, miễn là cứ để bác đi, bác cần gặp trực tiếp đồng bào chiến sĩ miền Nam. Đi xa là đến tận Cà Mau cơ, tận Bến Tre, tận Trà Vinh, tận Bạc Liêu đấy. Đấy là điểm đỗ của những con tàu không số chở hàng vạn tấn lương thực, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, mà chúng ta nói là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người cơ mà. Bác phát động phong trào là vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai là thế đấy. Và đi gần thì ít nhất cũng là Quảng Trị, Vĩnh Linh, Giới Tuyến, nơi chia cắt đất nước 21 năm liền đau đớn. Mà bác không đi được, bác buồn lắm. Bác chuẩn bị công phu cho chuyến đi của bác, nhưng Trung ương không giải quyết vì thương bác. Và lại trong hoàn cảnh Việt Nam như thế, bác là linh hồn của cả dân tộc, không ai dám để bác đi đâu. Bác thiết tha đến tận ngày cuối cùng. Ta nhớ lại cái sự kiện 2 năm cuối của bác. Năm 68 có tổng tiến công Mậu Thân, năm 69 là xuân Kỷ Dậu, xuân cuối cùng bác có thơ chúc Tết, và cũng là năm cuối cùng bác ở với chúng ta. Bác sang Trung Quốc để chữa bệnh, mà bác đi là theo chỉ thị của Trung ương. Dù bác là đỉnh cao quyền lực, chủ tịch nước, chủ tịch đảng, nhưng bác rất tôn trọng tổ chức. Tổ chức yêu cầu như thế nào, bác đáp ứng như thế. Bác đề xuất nguyện vọng mà tổ chức không chấp nhận, bác cũng đành phải tuân theo. Bác là một tấm gương mẫu mực về tập trung dân chủ, về ý thức tổ chức kỷ luật. Cho nên năm 68 ấy, cái bài thơ Tổng Tiến Công Mậu Thân đọc lên hừng hực khí thế chiến đấu. Bây giờ ta ngẫm lại, ta mới biết đấy là thông điệp, đấy là mệnh lệnh quốc gia mà người phát ngôn là bác. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Nếu như Tổng Tiến Công Mậu Thân mà thắng lợi hoàn toàn, trọn vẹn, giải phóng được miền Nam, thì bác được chứng kiến ngày thống nhất. Mà đến lúc bác ra đi, miền Nam chưa giải phóng, đấy là nỗi đau lớn nhất của bác. Không được thấy miền Nam giải phóng, dù hy sinh tất cả cho dân, cho nước. Mà lúc ra đi, không thấy miền Nam giải phóng, dù tin, bác rất tin. Đến năm 69, bài thơ vẫn chan chứa lạc quan, nhưng đọc kỹ, ta đã thấy trong lòng bác có rất nhiều dằn vặt. Bác viết thế nào? Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm qua là Mậu Thân, năm nay Kỷ Dậu đấy, tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút,
đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Vẫn rất lạc quan. Đọc bài thơ này, xin các đồng chí đọc kỹ. Ta đừng đọc thoáng qua, thoáng qua ta không thấy gì đâu. Cái câu quan trọng nhất của bài này là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào không đổ máu, tiết kiệm tối đa xương máu. Đấy là chất nhân văn của Hồ Chí Minh. Đấy là chủ nghĩa nhân đạo cao quý của Hồ Chí Minh. Cho nên các thầy giáo, cô giáo dạy văn học mà có dạy về thơ Bác đấy, thì phải giúp cho học sinh cảm thụ được tất cả tư tưởng, tâm hồn Bác từ trong ngôn ngữ của Bác, nhịp thơ của Bác. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Bác nói thẳng với Thượng tướng Trần Văn Trà là tư lệnh chiến trường miền Nam: ta thắng Mỹ bằng cách đuổi hết nó đi, chứ không giết nó để làm gì. Mà không giết hết được đâu, đuổi nó về nước. Mỹ phải cút đi. Nếu cần các chú trải thảm đỏ cho nó về, đem hoa tiễn nó về. Đừng làm mất mặt nó trước thế giới, vì nó là cường quốc. Miễn là nó cút khỏi Việt Nam. Cần thiết nữa các chú cho lính thổi kèn tiễn nó về cũng được. Thế cơ mà. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, lật đổ chính quyền ngụy để lấy lại quyền lực chân chính cho nhân dân, không đổ máu. Chứ kẻ thù nó xuyên tạc rất là thô bạo. Nó bảo Việt Cộng là tắm máu, không có chuyện đó đâu. Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của chủ nghĩa nhân văn. Cho nên chúng ta hiểu Bác không phải là dễ đâu các đồng chí. Ai cũng hiểu, nhưng hiểu sâu sắc ấy, thì phải nghiền ngẫm kỹ lắm. Tại vì chúng ta hay mắc bệnh hồn nhiên, trong khi Bác thì cực kỳ sâu sắc. Ai lại chúng ta báo cáo Bác hồn nhiên như thế này nhé: thưa Bác, chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp Bác ạ. Bác bảo đẹp như thế nào? Ta giết được rất nhiều giặc Bác ạ, bắt được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều súng ống chiến lợi phẩm. Bác nghe hết, nghe hết. Bác có một cái đặc tính là không bao giờ cắt ngang lời người đang nói chuyện, đối thoại đấy. Đấy là dân chủ đấy các đồng chí. Tôn trọng lắng nghe hết, xong rồi mới nói. Không bao giờ cắt ngang người đối thoại cả. Các đồng chí làm lãnh đạo nhé, các đồng chí cố gắng học Bác cái phong cách dân chủ. Cần lắm đấy các đồng chí, để nghe cho nó hết đã. Bác hỏi thế này này: chết nhiều người như vậy, đổ máu nhiều như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao? Các chú đánh thắng, các chú chiến thắng thì các chú được coi là đánh giỏi. Chứ còn đổ máu không bao giờ là đẹp, là bất đắc dĩ thôi. Không có chiến tranh, không đổ máu là tốt nhất. Bác còn bình luận là đã là máu thì máu nào cũng đỏ. Máu da vàng, da đen, da trắng đều là máu đỏ. Đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng có vị mặn. Bác đọc Thiên Kinh Vạn Quyển, trí tuệ uyên Bác. Cho nên nói như thế ta hiểu rằng Bác đã đọc cả Kinh Thánh rồi. Đã là máu, máu nào cũng đỏ. Đã là nước mắt nào cũng có vị mặn. Thế cho nên khi Bác mất ấy, anh Việt Phương, người mà suốt đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, viết một bài thơ khóc Bác rất cảm động, dài tới trên 100 câu thơ. Trong đó anh nói này này: Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự càn hẹp trong lòng con. Để nói về cái chủ nghĩa nhân văn của Hồ Chí Minh. Hai nữa, ta trở lại cái câu chuyện Bác xóa bỏ chữ xương đi để chữ cho thôi, là rất tinh tế về ngôn ngữ. Mà sau này khi vĩnh biệt cuộc đời, Tố Hữu, nhà thơ lớn yêu quý của chúng ta, đã viết bài thơ cho thanh niên gửi gấm lại cái điều ấy, lấy từ ý trong bài di chúc của Bác. Cái chữ cho đấy,
xin tạm biệt đời yêu quý nhất. Còn mấy vần thơ một nắm cho, thơ tặng bạn đời cho gửi đất. Sống là cho và chết cũng là cho, tức là dâng hiến. Tôi nói ý này với các bạn thanh niên. Năm nay là năm thanh niên, năm đại hội đoàn toàn quốc vào cuối năm nay, sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ trên quê hương Bác, trong đó có tuổi trẻ thanh niên của Thanh Chương này, càng phải ra sức phấn đấu thế nào để xứng đáng với tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Một bài học lớn của thời đại, không riêng gì chúng ta đâu. Chứ đúng như thế giới nói, Hồ Chí Minh một nhân cách lớn của thời đại. Năm nay, mới gần đấy ngày hôm nay, ta vừa mới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Mảnh đất Nghệ An Hà Tĩnh này để lại cho chúng ta bao nhiêu Tổng Bí thư, những người con ưu tú của Đảng: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, và kết tinh cao quý nhất là Bác Hồ của chúng ta. Bác cũng làm Tổng Bí thư đấy các đồng chí nhé. Đời Bác đấy, Bác làm cả Bộ trưởng Ngoại giao cơ. Bác là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước ta đấy chứ. Bác là Tổng Bí thư của Đảng vào thời kỳ mà cải cách ruộng đất vô cùng phức tạp. Tổng Bí thư Trường Chinh từ chức để nhận trách nhiệm trước Trung ương, thay cho cả Trung ương, thì Trung ương yêu cầu Bác đứng ra gánh vác trọng trách Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Đảng, rồi Chủ tịch nước. Thì đời Bác bao nhiêu gánh nặng nhọc nhằn như vậy. Cho nên ấy, chúng ta nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cần rút ra một câu thôi: cuộc đời Hồ Chí Minh trong như ánh sáng. Đấy là lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về Bác. Học giả các nước đến Việt Nam, họ hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng là Hồ Chí Minh của các ông là ai, là người như thế nào. Vì họ ngưỡng mộ đến mức coi Bác là thần thánh cơ mà. Thì Thủ tướng trả lời chúng ta thế này: Hồ Chí Minh của chúng tôi là một con người, trước hết là một con người, cuối cùng vẫn là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, Đức Phật, Đức Thánh thì chính các bạn đã thừa nhận. Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%, nên Cộng sản cũng 100%. Đây là câu trả lời cực kỳ sâu sắc, đầy sức thuyết phục. Càng yêu nước bao nhiêu, gắn bó với dân tộc bao nhiêu, thì cuối cùng cũng là người Cộng sản chân chính bấy nhiêu. Mà càng Cộng sản chân chính bao nhiêu, càng gắn bó suốt đời với dân, với nước bấy nhiêu. Chứ với Bác đấy, dân nước là một. Tên Bác là Ái Quốc. Rồi đến khi là Chủ tịch nước, Bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Ái Quốc, Ái Dân chính là tên Bác, sự nghiệp của Bác, con người Bác, và là tất cả những gì Bác để lại cho lịch sử, cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Đấy là một đôi nét để chúng ta hiểu rõ, có một ý niệm về Bác Hồ. Từ đây chúng ta đi vào những tư tưởng, những phẩm chất đạo đức và cách ứng xử, tức là phong cách của Bác, xung quanh câu chuyện hệ trọng là cán bộ và công tác cán bộ. Các đồng chí đã có trong tay cái bản tài liệu do Tỉnh ủy Nghệ An, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Tài liệu này các đồng chí đã có trong tay. Tôi sẽ cố gắng tận dụng cái tài liệu này để giới thiệu các đồng chí. Dĩ nhiên, những điểm gì tài liệu chưa nói đến thì tôi sẽ nói rõ hơn. Ở đây có một câu chuyện đặt ra thế này. Ta hiểu chữ cán bộ là thế nào? Ta nói là cán bộ đảng viên. Bác Hồ nói khác đấy. Bác nói đảng viên và cán bộ. Ta nói là đảng, rồi là dân. Bác nói nhân dân, rồi mới nói đảng.
Ta nói là đồng chí, đồng bào. Bác nói là đồng bào và đồng chí. Ta nói là phê bình và tự phê bình. Bác nói là tự phê bình và phê bình. Cho nên là các đồng chí cố gắng là so sánh nhé, cách nói của chúng ta với cách nói của bác, ta thấy có điểm khác nhau. Và ta phải sửa bằng được để nói cho đúng như ý bác. Bác là cực kỳ chính xác. Khi nói đồng bào trước, đồng chí sau là bác có ý lắm đấy. Dân tộc là cái bệ đỡ của Đảng. Nhân dân là cơ sở xã hội rộng lớn của Đảng. Và cán bộ chỉ là bộ phận thôi. Đảng viên là tất cả. Lúc làm cách mạng tháng 8, Đảng chưa đầy 5.000 đảng viên. Các đồng chí, Đảng bộ huyện Thanh Chương này đông gần gấp 3 lần so với đảng viên toàn đảng. Còn bây giờ, toàn đảng ta đông tới 5 triệu đảng viên, đông gấp 1.000 lần so với hồi cách mạng tháng 8. Trong đó có đảng viên của huyện chúng ta đây, và của tỉnh Nghệ An là một đảng bộ rất lớn, mà rất đáng tự hào là trên quê hương bác. Thế thì trước hết, ta phải bắt đầu từ tư duy, tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác để hiểu cho được cái khái niệm cán bộ. Có hiểu cán bộ như thế nào thì mới hiểu thế nào là đội ngũ cán bộ, và mới hiểu thế nào là công tác cán bộ. Những thuật ngữ rất khác nhau. Cán bộ theo tư duy thông thường của chúng ta, mà ngay cả tài liệu này này, các đồng chí cũng tiếp cận theo kiểu đó, là chỉ những người có chức vụ, những người mà đảm nhiệm trọng trách, dù là thấp, từ thấp đến cao. Thí dụ trong đảng gọi là cấp ủy. Các đồng chí có hiểu cái chữ cấp ủy là thế? Cấp ủy là tính từ đồng chí bí thư chi bộ trở lên, đến tận cao nhất là tổng bí thư. Thế là cấp ủy chứ, là những người trong cấp ủy. Đứng đầu huyện Thanh Chương chúng ta là đồng chí bí thư huyện ủy, mà lại kiêm luôn chủ tịch hội đồng nhân dân, tức là quyền lực của nhân dân. Còn đứng đầu đảng ta là tổng bí thư. Đảng ta bây giờ không ai giữ chức chủ tịch đảng nữa. Chủ tịch đảng là một danh xưng cao quý, chỉ dành riêng cho người sáng lập thôi. Cho nên từ ngày Bác Hồ mất, trong đảng không ai làm chủ tịch đảng, cao nhất là tổng bí thư. Và người cái nền tảng là chi bộ, là tế bào, thì đứng đầu cấp ủy ở chi bộ là bí thư chi bộ. Đấy, thế là cán bộ. Nhưng đấy là một nghĩa thôi. Trong nhà nước, cơ quan chính quyền, ta gọi là cơ quan công quyền. Công quyền tức là quyền lực công của dân, của xã hội, công cộng. Thì cán bộ ta thường hiểu là những người có chức vụ, được bầu hoặc được bổ nhiệm theo luật, theo quy định. Như vậy không sai, hoàn toàn đúng, nhưng không đủ. Khái niệm cán bộ trước hết là chỉ tất cả chúng ta đây, tất cả các đồng chí đều là cán bộ. Ngay cả những người làm công tác chuyên môn cũng là cán bộ. Ở các nước ấy, nó cũng có cái cách diễn đạt khác chúng ta. Từ cán bộ mà chúng ta hiểu lâu nay chính là những người làm việc cho việc công, làm việc cho nhà nước, cho xã hội, phụng sự đoàn thể, phụng sự đảng, giai cấp, dân tộc và nhân loại như bác nói. Thế đấy là kiểu cán bộ. Nghĩa là tất cả những ai đi làm việc cho cách mạng đều xuất hiện với tư cách là một cán bộ. Công chức, viên chức là cán bộ cả. Còn cái nghĩa trực tiếp hơn là cán bộ là những người có trọng trách. Trọng trách là chức vụ quan trọng, trách nhiệm quan trọng. Được giao nhiệm vụ, giao chức vụ, thậm chí được bổ nhiệm, được đề bạt, được điều động, được luân chuyển mà có thời hạn. Đấy. Thế thì cán bộ là nó nhiều nghĩa lắm, chứ không chỉ thuần túy là người có chức vụ đâu. Trong đó nhấn mạnh là người có chức vụ thôi.
Chứ còn mỗi một người phải hiện diện ra với tư cách là một cán bộ của đảng, của nhà nước, của xã hội. Một điểm nữa, khái niệm cán bộ còn bao hàm trong đó sự phân loại. Chứ phải hiểu cấu trúc của cán bộ. Có cán bộ chuyên môn, có cán bộ đoàn thể, có cán bộ chuyên trách, và cũng có cán bộ kiêm nhiệm. Lại có những cán bộ hoạt động trong từng lĩnh vực khác nhau: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà một lực lượng rất đông đảo là trong ngành giáo dục và y tế. Mà hai cái ngành này bây giờ nó có một đặc điểm là tuyệt đại bộ phận là nữ, lao động nữ. Cho nên vai trò phụ nữ ngày càng quan trọng là thế đấy. Rất nhiều nơi là nữ giữ vị trí trọng trách. Không ít nơi phụ nữ là đứng đầu các cơ quan đảng và nhà nước đó. Ở địa phương, ở cơ sở cũng vậy thôi. Thì có thể nói là ta chỉ chia cán bộ thành nhiều loại. Có cán bộ khoa học, kỹ thuật, tức là giới trí thức. Có cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, văn học, nghệ thuật. Mà xứ Nghệ này là một cái vùng đất có thể nói là có thế mạnh lắm về văn chương nghệ thuật, về văn học, văn hóa nhé, ta phải khai thác. Rồi có cán bộ về ngoại giao đấy chứ, đối ngoại. Nghệ An chúng ta là có nhiều đơn vị, nhiều cơ sở có biên giới mà, chứ là có cả sở ngoại vụ là thế đấy. Mà đồng chí Bí thư Huyện ủy đã từng là đứng đầu ngành ngoại vụ của cả tỉnh đấy. Và đặc biệt nữa, có cả những cán bộ ở lĩnh vực rất đặc thù là quân đội, công an, cấu thành lực lượng vũ trang. Trong đó có rất nhiều tướng lĩnh cao cấp của đảng và nhà nước. Thì có thể là cái câu chuyện cán bộ này là ta phải hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp, nghĩa trực tiếp và nghĩa gián tiếp. Chứ đừng chỉ hiểu một nghĩa là chỉ thuần túy những người có chức vụ đâu. Ta phải nói rõ ý này vì sao các đồng chí? Sắp đến ngày dân vận 15 tháng 10. Dân vận bây giờ là một vấn đề vô cùng hệ trọng ở tầm chiến lược. Mà tôi được thông tin là đồng chí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch mặt trận. Như thế là rất tốt, vì sẽ thực hiện được cái chức năng là vận động quần chúng đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Hãy học Bác, dân vận là tất cả công việc của đảng và của dân. Dân cũng phải làm dân vận, cán bộ đảng viên càng phải đi đầu trong dân vận. Mà dân vận phải đúng và phải khéo. Dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi tay làm, thì dân họ mới tin được. Tức là gương mẫu. Điều mà đảng ta bây giờ đặc biệt nhấn mạnh vấn đề nêu gương, nhất là của đội ngũ chủ chốt, mà nhất là người đứng đầu. Bác nói là các dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam, là những dân tộc rất ưa về tình cảm. Cho nên một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Mà tấm gương sống động nhất, vĩ đại nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà ta sẽ nói theo. Đấy, thì cái cán bộ thì này, thế bây giờ đội ngũ các nhà giáo, 3.000 các thầy giáo, cô giáo của huyện chúng ta đây, đó là một tiềm lực lớn. Và đó là cả một cái nguồn trữ năng tinh thần sáng tạo của chúng ta phải khai thác. Đấy. Con người bây giờ được đảng ta coi là một thứ tài nguyên quý giá đó mà. Con người là một thứ tài nguyên, một thứ vốn, mà là vốn lớn nhất của xã hội. Cho nên Bác nói là cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Cái câu này rất là giản dị mà vô cùng sâu sắc. Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Đoàn thể đây là viết hoa, ý là đảng đấy. Bác dùng cái khái niệm đoàn thể viết hoa để chỉ đảng trong bối cảnh đảng đã rút lui vào bí mật. Đảng ta mùng 2 tháng 9 năm 45 là nước Việt Nam độc lập ra đời. Đảng chính thức là đảng cầm quyền.
Thế mà đến tháng 11 năm 45, chưa đầy 2 tháng, Bác và Trung ương đã giải quyết một vấn đề hết sức hệ trọng và táo bạo, tuyên bố giải tán Đảng. Không phải xóa bỏ Đảng đâu, mà là rút lui Đảng vào bí mật để giữ bảo toàn lực lượng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chứ trong hoàn cảnh Đảng đã rút vào bí mật mà lại tuyên bố công khai là giải tán Đảng trên báo chí rồi, thì phải dùng chữ Đảng thay bằng chữ đoàn thể. Chứ cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, có nghĩa là của Đảng đấy. Đảng cầm quyền lúc bây giờ là Đảng hóa thân vào nhà nước. Đến tận Đại hội 2 năm 1951, Đảng ta mới ra công khai trở lại với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam. Và sau giải phóng miền Nam, Đại hội 4 của Đảng mới chính thức trở lại tên ban đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thay cái khái niệm bí thư thứ nhất bằng tổng bí thư như ta gọi bây giờ. Đấy, thì đấy là cái lai lịch của vấn đề ta cần phải nắm vững. Chứ cái tư tưởng Bác Hồ đấy sâu sắc ở chỗ là nói về cán bộ là Bác nói cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, cả nhiều cách tiếp cận khác nhau, và nhất là nhấn mạnh vào cái nhân cách cán bộ và vai trò cán bộ trong sự phát triển đất nước. Ở đây ta phải nói ngay một cái chi tiết này rất có giá trị, rất có ý nghĩa, mà bây giờ với các đồng chí giữ trọng trách các ban, các cấp, các ngành này cần phải vận dụng. Bác là người có tư duy rất hiện đại trong câu chuyện cán bộ này. Có điều mà bây giờ Đảng ta mới nói, bây giờ chúng ta mới nghiên cứu, thì Bác nói cách đây 6-7 thập kỷ. Tư tưởng Bác vượt trước thời đại là thế. Bác nói thế này nhé: cán bộ là vốn quý của dân tộc, của quốc gia. Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Xưa nay mọi sự thành hay bại là do cán bộ tốt hay kém, tức là do phẩm chất, do trình độ, do năng lực. Thành hay bại là do cán bộ cả, tốt hay kém. Bác nói thế này nhỉ: nếu cán bộ tốt, cán bộ giỏi, cách mạng phát triển thuận lợi và thắng lợi, như thế chúng ta có lãi. Bác dùng chữ có lãi. Còn ngược lại, nếu cán bộ yếu kém, hư hỏng, phong trào gặp khó khăn, cách mạng có nguy cơ thất bại, như thế chúng ta lỗ vốn. Đấy là nguyên văn Bác nói đấy. Như vậy Bác Hồ tư duy về cán bộ trên nền tảng nguồn lực, mà nguồn lực quan trọng nhất là con người. Trong sản xuất kinh doanh, câu chuyện có lãi và có bị lỗ đấy là câu chuyện hạch toán kinh tế. Bác hình dung cán bộ cũng vậy. Đầu tư vào cán bộ bao nhiêu cũng không tiếc đâu. Chỉ cần cho nó hợp lý, đúng đắn, minh bạch thôi. Đấy. Trong số cán bộ này, Bác đặc biệt coi trọng đầu tư vào cán bộ tư tưởng của Đảng, tức là ngành tuyên giáo bây giờ, và cán bộ trong ngành giáo dục, các nhà giáo. Cái chữ kiệm là thế đấy. Đấy. Sau khi nói rõ vai trò cán bộ này, rồi là tư tưởng về cán bộ tầm quan trọng như thế nào, thì Bác nói ngay vào tiêu chuẩn cán bộ. Tiêu chuẩn cán bộ Bác nói ngay về đức và tài. Cái khái niệm đức tài này chúng ta dùng theo nhiều nghĩa. Đức có khi ta dùng là hồng hay là chính trị. Tài có khi ta dùng là chuyên. Thời kỳ ta ảnh hưởng Trung Quốc, ta hay dùng theo kiểu diễn đạt là hồng thắm chuyên sâu mà. Nói về đạo đức và năng lực đấy. Mà nhiều khi nói chủ yếu nói chính trị, mà trong chính trị lại chủ yếu nói về vấn đề giai cấp. Tư duy bây giờ khác rồi, phải thay đổi cho nó hợp với hoàn cảnh và nó đáp ứng yêu cầu phát triển. Và ta phải từ bỏ những cái gì mà nó không đúng để tiếp cận những cái đúng của thế giới cơ, nhất là khi ta đã hội nhập. Trong cái nghị quyết của tỉnh ủy Nghệ An ấy,
Mà trong tài liệu có dẫn ra đây này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để làm sao mỗi cán bộ chúng ta có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Làm việc trong môi trường quốc tế tức là bắt buộc phải giỏi ngoại ngữ, chứ không phải có phiên dịch nữa. Nó trực tiếp, nó giao tiếp trực tiếp, làm việc trực tiếp. Làm việc trong môi trường quốc tế là thế. Ngoại ngữ là điều kiện thôi, chứ còn học vấn, văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật là nền tảng. Cho nên phải giỏi rất là nhiều mặt. Tóm lại là phải toàn diện. Yêu cầu lúc này đặt ra rất cao. Thì bác đã nhìn nhận điều này từ lâu rồi, vì bác có kinh nghiệm sống ở nước ngoài 30 năm. Bác làm đủ mọi nghề để kiếm sống, để hoạt động. Bác tự học ngoại ngữ và tích lũy kiến thức. Cho nên bây giờ chúng ta càng hội nhập bao nhiêu thì ta càng tự hào về bác bấy nhiêu. Ta xem nhé, bác đi nước ngoài tìm đường cứu nước lúc 21 tuổi. Lúc trở về bác bó Cao Bằng 51 tuổi. 30 năm của cuộc hành trình, đi vòng qua gần hơn 30 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, khắp các châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Vậy nên ở Việt Nam chúng ta hội nhập quốc tế bây giờ thì ta mới nhận ra một sự thật, một sự thật rất đáng tự hào, mà nhất là quê hương Nghệ An, trong đó có Thanh Chương. Hóa ra Bác Hồ của chúng ta đấy, người công dân toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Bác hội nhập thế cơ mà. Bây giờ công dân không chỉ là công dân của một quốc gia dân tộc, mà là công dân toàn cầu. Thì Bác Hồ là hình tượng người công dân toàn cầu đầu tiên của Việt Nam trong cái thế giới hiện đại này, đương đại này. Đấy. Cho nên vai trò cán bộ rất quan trọng. Và vì vậy tiêu chuẩn cán bộ lại càng quan trọng. Chú trọng chất lượng hơn số lượng. Số lượng cũng rất cần thiết cho nó cân đối về cơ cấu, nhưng phải ưu tiên hàng đầu, coi trọng hàng đầu là chất lượng. Chất lượng mới nói đến thuộc tính của sự vật, tức là cán bộ đây. Vậy tiêu chuẩn cán bộ mà Bác Hồ đặt ra là gì? Chỉ hai chữ: đức và tài. Trong tài liệu của các đồng chí nhấn mạnh vào bốn cái phẩm chất là cần kiệm liêm chính, rồi trí công vô tư. Thì đây đúng là tư tưởng đạo đức của Bác. Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến có lần nói là nếu tìm lý thuyết đạo đức Hồ Chí Minh thì lý thuyết đó chỉ gọn vẹn trong một mệnh đề thôi, một câu thôi, đó là cần kiệm liêm chính để trí công vô tư. Đấy là đạo đức cách mạng. Có điều là cần phải giải thích cho nó rõ cái câu chuyện cần kiệm liêm chính. Hiểu hiểu cần mà chỉ thấy chuyên cần chăm chỉ không thôi là không đủ đâu. Cần dĩ nhiên là cần cù sáng, cần cù chăm chỉ, siêng năng hay cần mẫn. Nhưng bây giờ cái chữ cần ấy nó phải gắn liền tất yếu với sáng tạo. Sáng tạo cơ, tức là cái hàm lượng trí tuệ trong mỗi công việc làm nó mới càng cao lên. Ta không cần những người mà cứ chạy lăng xăng suốt ngày hay chỉ làm được công việc cơ bắp chân tay không đâu. Bây giờ cần là cần trí tuệ, tức là sáng tạo. Ông cha ta tổng kết là một người hay lo bằng một kho người hay làm cơ mà. Đấy, trí tuệ rất cần thiết. Mà Bác hiểu chữ cần là thế cơ. Vừa chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn mà làm việc có kế hoạch, có sáng tạo, có tìm tòi, có phát hiện cái mới. Đại hội 13 Đảng ta nhấn mạnh đặc biệt là phải tìm ra được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cơ mà. Tức là yêu cầu sáng tạo. Mà sáng tạo tức là đi tìm cái mới. Nó vượt qua cái đường mòn lối cũ, vượt qua những cái gì quen thuộc cũ,
để đáp ứng cái yêu cầu mới. Thì cái chữ cần ấy gắn với sáng tạo. Kiệm, kiệm tức là tiết kiệm, ai cũng hiểu. Và bác giải thích cái chữ kiệm này đầy bản lĩnh, đầy bản lĩnh. Bác nói là tiết kiệm không có nghĩa là bùn xỉn keo kiệt. Bùn xỉn keo kiệt là xấu phải bỏ đi. Kiệm là tốt, là văn minh, là hiện đại. Càng giàu có càng tiết kiệm. Các tỷ phú trên thế giới chính ra họ là người rất tiết kiệm chứ. Chứ có sống xa hoa lãng phí đâu. Nó có cái điều ngược lại đấy. Trình độ càng thấp, kém phát triển mà lại hay lãng phí, hay phô trương. Chứ còn giàu có thực sự đấy, nó rất tiết kiệm. Vì biết giá trị đồng tiền từ mồ hôi nước mắt là thế nào. Không có hoang phí đâu. Không có chuyện như công tử Bạc Liêu mà tiền đốt 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 giấy bạc để đi tìm đâu. Không có chuyện đó. Cái hay ở chỗ này thì không thế này. Bác Hồ là một con người xứ Nghệ. Bác mang cốt cách của nhà nho xứ Nghệ. Bác thâm thúy lắm. Và bác có bản lĩnh là không mạnh, không mặc cảm. Dám nói thẳng, nói thật. Nói cả thói hư tật xấu của người chính quê mình. Là bác đấy các đồng chí. Có lần bác hỏi chúng ta thế này nhé. Các chú có biết cái tích con cá gỗ không? Bác kể cho ta nghe đấy. Ngày xưa khổ quá, đánh lừa cảm giác là có thức ăn. Cái con cá gỗ ăn thế nào được, chấm vào cái bát nước muối đấy, để mà gọi là có thức ăn thôi. Đấy. Bác bảo đấy là vì ông bà mình khổ quá, nó sinh ra thế, bây giờ phải bỏ đi. Đồng thời không được lãng phí. Tiết kiệm là văn minh, không lãng phí nhưng cũng không keo kiệt bùn xỉn. Có lần bác sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, khi mà nước Đức nó còn là chưa đổ vỡ cơ. Thủ tướng Đức mời bác đi thăm một cảng cá, vì họ có phong, có cái thành tích về sản xuất nghề biển, nuôi cá mà. Bác nói ngay này, để bác nghe báo cáo trực tiếp bằng tiếng Đức, không cần dịch. Ta học bác chỗ này suốt đời cơ đồng chí nhé, cũng không xong đâu con này. Tiếng nào bác cũng hiểu cả, toàn tự học hết. Khi nào bác đặt câu hỏi thì hãy dịch, còn để bác nghe trực tiếp. Ông Bộ trưởng Thủy sản đi cùng với Thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Đức đi với bác, báo cáo bác nghe. Bác nghe xong bác hỏi ngay này, ở nước Đức các đồng chí có loại cá không xương không? Ông Thủ tướng ngạc nhiên và quái lạ, bây giờ tôi mới nghe nói cá không xương, chứ làm gì có cá không xương. Bác cười, bác bảo thế thì nước các bạn thua xa Việt Nam rồi. Bác chỉ ngay vào đồng chí Song Tùng, cùng quê Nam Đàn với bác, hiện nay là đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức, đi cùng với bác. Bác bảo quê của chú này này, tức là quê Nam Đàn của bác đấy, nhiều cá không xương lắm. Để nói cái tích con cá gỗ các đồng chí. Ông Thủ tướng tưởng thật, mới ghé tay vào ông Bộ trưởng của mình bảo sang Việt Nam nghiên cứu ngay rồi ký hợp đồng. Thế làm gì có các đồng chí. Bác nói vui chứ thôi mà. Đấy. Bác rất là hóm hỉnh các đồng chí. Để tôi muốn nhắc lại là bác có bản lĩnh văn hóa là không sợ nói cái xấu ra đâu. Nói để tránh, để vượt qua, chứ có cái gì mặc cảm đâu, tự ái đâu. Đấy, bác nói thế. Đến đây mới là câu chuyện. Bác giải thích chữ kiệm ấy. Tiết kiệm là văn minh. Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc. Việc không đáng tiêu thì một xu cũng nhất định không chi. Đấy, đồng chí nào làm tài vụ, tài chính ấy, thì bác cho một điểm tựa là thế đấy. Lấy cái dấu hiệu là hợp lý. Tiêu dùng hợp lý là văn minh. Cảm động nhất là bác quan tâm rất mực đến các nhà giáo và các nhà tuyên huấn, tuyên giáo đấy. Bác bảo ví dụ, đầu tư cho ngành giáo dục, đầu tư cho ngành công tác tuyên truyền huấn luyện của Đảng. Có lúc gọi là tuyên giáo, lúc gọi là tuyên huấn, lúc gọi là tư tưởng văn hóa. Thì bao nhiêu cũng không tiếc. Miễn là hợp lý. Miễn là nó quang minh chính đại, không khuất tất, không có gì mờ ám cả. Còn đầu tư bao nhiêu cũng không tiếc.
Vì đầu tư vào lĩnh vực này chính là đầu tư theo chiều sâu, đầu tư cho phát triển, cho phát triển. Nó sinh lời về sau, không có thể ăn sổi ở gì ngay trước mắt được. Bác lại là một người cực kỳ chú trọng về phương pháp. Các nhà giáo rất cần phương pháp. Các cán bộ tuyên giáo của Đảng càng chú trọng phương pháp. Bác khuyên thế này này, các cô, các chú hãy dành thời gian chịu khó mà đi nhà thờ. Đi nhà thờ nhé, xem cha cố linh mục họ giảng đạo như thế nào mà vào lòng con chiên đến như vậy. Thì các cô, các chú đi truyền đạo của Đảng cũng phải có sức hấp dẫn như thế. Thế là bác rất coi trọng phương pháp, khả năng truyền cảm. Mà bác là bậc thầy về nhà tuyên truyền, nhà giáo. Nhân đây, để nói về cái phẩm chất của bác, các đồng chí nên nhớ điều này. Bác là nhà giáo, bác xin dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết. Họ nhận bác vào dạy, nhưng họ phân cho bác dạy môn gì các đồng chí? Họ phân công cho bác dạy mỗi môn thể dục cho các đồng chí. Cho nên bác là nhà giáo nhưng là dạy môn thể dục đấy chứ. Bây giờ ta gọi là giáo dục thể chất. Cho nên các thầy giáo, cô giáo nào dạy môn thể dục càng hạnh phúc. Chứ đừng có mặc cảm. Bởi vì được làm đồng nghiệp trực tiếp của bác đấy. Rồi sau đó bác dạy thêm văn học, lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục công dân. Vì tri thức của bác rất toàn diện. Dạy môn gì bác cũng chủ trương giáo dục lòng yêu nước, giáo dục tinh thần dân tộc. Chứ còn truyền thụ nó là phương tiện để giáo dục tư tưởng thôi. Đấy là phẩm chất nhà giáo đầy bản lĩnh Hồ Chí Minh mà gắn với vấn đề đạo đức của cán bộ. Cần là thế, kiệm là thế. Liêm, liêm tức là liêm khiết, trong sạch, quang minh chính đại, không khuất tất, không có gì mờ ám. Chính là chính trực. Và vì chính trực như vậy cho nên phải bắt đầu từ cần, từ kiệm, từ liêm. Cái dụng ý của bác đấy là mối quan hệ giữa chúng rất hữu cơ với nhau. Có cần, có kiệm, có liêm thì rồi mới chính được. Mà có cần, kiệm, liêm chính thì dân tộc đó vừa giàu có về vật chất lại vừa văn minh về tinh thần. Tức là không bị lãng phí, không bị hao hụt, không bị tham nhũng như bây giờ. Hàng nghìn nghìn tỷ các đồng chí. Đấy. Thì bác Hồ nói tất cả đó. Và bác quy tụ vào bốn đức. Cần, kiệm, liêm chính là bốn đức. Đức là đạo đức này, là phẩm chất, đức tính. Thủ tướng Phạm Văn Đồng coi đây là mỹ đức. Mỹ là đẹp. Mỹ đức là những đức tính đẹp. Bác ví như trời đất vậy. Bác là bậc thầy về phong thủy. Bác cũng là bậc thầy về nhân tướng học. Bác cũng là bậc thầy về vấn đề lựa chọn cán bộ. Cán bộ mà lọt vào mắt xanh của bác ấy, toàn nhân cách lớn cả, trí tuệ lớn cả. Còn bây giờ Đảng ta tự đánh giá là chúng ta mắc nhiều thiếu sót lắm. Mà bắt đầu từ khâu đánh giá không đúng cán bộ. Đánh giá không đúng nên bố trí không đúng, mà lại quan liêu, mà lại không có kiểm soát thường xuyên thì cán bộ hư hỏng, thậm chí quá muộn không còn cơ hội sửa chữa nữa, chỉ còn phải trả giá đau đớn thôi. Thì bác thì khác. Đấy, có cần, có kiệm, có liêm thì mới chính được. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc. Người có bốn đức cần, kiệm, liêm chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người. Ai này? Bác yêu cầu cao đến vậy. Đủ cả bốn đức mới là người cơ. Mới là người hoàn toàn cơ. Thiếu một đức thì không thành người. Nhưng bác là một con người của cuộc đời, cho nên bác rất thấu hiểu. Bác biết rằng ở đời ai cũng là người, không ai là thần thánh cả. Đã là người ấy, thì có hay, có dở, có xấu, có tốt, có ưu, có khuyết. Không ai là hoàn toàn. Bác nói là nhân vô thập toàn.
Bác nói là càng làm việc, càng làm lãnh đạo, càng dễ mắc khuyết điểm. Không sao cả. Quan trọng là có sửa hay không. Và bác đề nghị như thế này. Phải rèn luyện suốt đời và phải chấp nhận đau đớn. Trong nhật ký trong tù mà chúng ta đã từng học, thời chúng ta còn trẻ, còn là sinh viên, học sinh nhé, các bạn chỉ có đọc cả thế. Nhật ký trong tù, 133 bài thơ bằng chữ Hán viết ở Quảng Tây đấy. Khi mà Tưởng Giới Thạch cho lính giam cầm bác, đưa bác đi 30 nhà tù trên đất Trung Quốc mênh mông, hoàn cảnh cơ cực như vậy, bác viết 133 bài thơ chữ Hán. Mà dịch ra đấy, ta có cả một kiệt tác văn chương. Thì trong đó có hai bài này các đồng chí rất cần đọc. Nghe tiếng giã gạo, học đánh cờ, hai bài đó. Nói trực tiếp về đạo đức, nói trực tiếp về rèn luyện đạo đức. Bác nói là gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Rèn đạo đức để hoàn thiện mình lại, đau đớn như giã gạo. Thế đúng như thế nhé. Bác còn nói là phải rèn suốt đời cơ, chứ buông ra là đã hỏng rồi. Và muốn có đạo đức cách mạng đấy, đủ cần kiệm liêm chính đấy, thì con người ta phải rèn suốt đời và phải có không ít sự đau đớn ở trong lòng. Vì chống giặc nội xâm, chống chủ nghĩa cá nhân, xét đến cùng là chống chính mình, chống cái hư hỏng, xấu xa, tội lỗi ở trong mỗi con người mình. Đấy là điều mà bác rất thấm thía nhé. Nhưng bác lại cũng rất nhân văn, nhân tình thế thái trải qua, bác hiểu hết. Bác làm chủ tịch nước 24 năm liền, bác làm cả thủ tướng các đồng chí. Ta không ngờ được là bác làm thủ tướng 10 năm cơ. Từ năm 45 đến năm 55, bác là chủ tịch chính phủ, tức là thủ tướng. Còn chủ tịch nước, tức là nguyên thủ quốc gia. Bác hàng ngày quan tâm đến cán bộ, cho nên bác lại dặn chúng ta thế này này. Dặn chúng ta đây là dặn các đồng chí đây, những người đang có trọng trách đây. Bác dặn là ai có trách nhiệm dùng người, các đồng chí chứ là ai? Ai có trách nhiệm dùng người phải dùng cho quang minh chính đại, chớ có thiên tư thiên vị đấy. Chớ có dùng người theo bà con, theo cánh hầu với nhau, phải dùng người tài đức đấy. Và bác dặn thế này, đã dùng người thì các cô các chú chớ có dùng theo lối giã gạo. Bác khuyên là rèn đạo đức thì phải dư giã gạo, nhưng mà dùng người thì chớ có dùng theo lối giã gạo. Ý là thế nào? Ý là không đào tạo, không bồi dưỡng, cứ thấy tốt theo kiểu tự phát ấy, nổi lên trong phong trào thì nhấc lên rồi là bổ trí, bổ nhiệm, đề bạt này khác, rồi sau đó để đấy, không kiểm tra, không đôn đốc, lúc họ mắc tội, mắc lỗi lại vùi xuống. Bác bảo cứ nhấc lên đập xuống 3 lần thì tan nát cả một đời cán bộ. Cho nên dùng người đấy, chớ có dùng theo lối giã gạo. Phải nghiêm khắc mà bao dung, nghiêm khắc mà có tình thương yêu. Riêng chỗ này xin các đồng chí nhớ rõ cho này. Nhiều khi chúng ta vô tình mà hiểu sai ý bác. Thí dụ, bác dặn là bao dung thì trong thực tế chúng ta biến thành bao che cả. Thế là không đúng rồi. Bao dung khác mà bao che khác. Bao che tức là tính toán tự giác, là che chắn cho nhau. Thậm chí là những người không đủ tiêu chuẩn cũng đưa vào vì những quan hệ lợi ích thân thiện này khác, họ hàng bà con lối xóm này khác. Một người làm quan cạo được nhờ. Bây giờ ta mới hiểu, bác về Nghệ An có 2 lần thôi, không phải bác ít tình cảm với quê hương đâu. Bác tránh cho chúng ta những điều rất khó xử.
bác tránh cho chúng ta những cái bệnh mà nó đã từ lâu rồi. Tại sao mà ngay đầu cách mạng bác có thư ngay gửi các đồng chí tỉnh nhà, gửi các đồng chí Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ rồi. Chớ có đem chuyện cũ ra làm án mới này, chớ có chủ nghĩa cục bộ địa phương này, chớ có mà đem bệnh thành tích này, rồi là bệnh công thần này. Bác tránh cho ta nhiều điều lắm. Chúng ta phải hiểu bác, thương bác và thông cảm cho bác. Bác vĩ đại như vậy mà bác phải viết thư về cho chú, cho dượng, cho họ hàng ở trong quê bác là tôi không phải là người vô tình vô nghĩa đâu, nhưng phải đặt việc nước lên trên việc nhà, lo là lo cho cả nước, phải là như vậy đâu. Thế thì xung quanh cái câu chuyện cán bộ này, khi phân tích các đặc trưng ấy, các phẩm chất đạo đức ấy, bác nói rất rõ. Đấy, cần kiệm liêm chính, quan hệ với nhau thế nào, từ cá nhân đến dân tộc, từ cá nhân đến cộng đồng. Và đặc biệt là vấn đề rèn luyện đạo đức cho cá nhân, chống giặc nội xâm, nó phải khác với việc đối xử với cán bộ, nghiêm khắc mà bao dung, chứ đừng có bao che. Và nghiêm khắc chính là thương yêu. Nghiêm khắc tức là phải kiểm tra. Kiểm tra là vì thương yêu, vì bảo vệ cán bộ, chứ không phải là ghét bỏ cán bộ đâu. Năm nay là kỷ niệm đúng 75 năm tác phẩm này các đồng chí này. Xin các đồng chí đọc cho. Sửa đổi lối làm việc. Tròn 75 năm bác viết tác phẩm này ở Định Hóa Thái Nguyên An Toàn Khu. ATK đấy, Thái Nguyên. Năm 47, tháng 10 năm 47. Bác lấy bí danh là XYZ. Tròn 75 năm. Trong tác phẩm này, bác nói một câu hay lắm. Phê bình việc chứ không phê bình người. Tức là không có xúc phạm nhân cách của ai cả. Làm sai, làm hỏng cái việc ấy thì phê phán cái việc ấy thôi. Chứ còn con người là một nhân cách, phải tôn trọng người ta. Phê bình việc chứ không phê bình người. Còn trước đó đấy, bác còn nói thế này này. Ai có trọng trách dùng người phải dùng cho đúng. Và nhất là phải ứng xử sao cho nó khiêm tốn, khiêm nhường. Đọc lại những lời bác chỉ dạy cho chúng ta về cán bộ đấy, ta giật mình. Vì bác nói như kinh Phật vậy các đồng chí. Tôi đọc nguyên văn lời bác để các đồng chí nghe nhé. Mình hơn người chớ có kiêu căng. Mình mà hơn người chớ có kiêu căng. Người hơn mình chớ có nịnh hót. Thấy của người chớ có tham lam. Đối với của mình chớ có buồn xỉn. Thì đó là những tổng kết đúc rút cả một đời trải nghiệm mới nói như vậy. Và ở tầm lãnh tụ, bác còn khuyên chúng ta thế này này. Ngay cả những người mà mình không ưa, ngay cả những người mà mình không ưa, không ưa vì nó không giống tâm lý, tính cách của nhau. Có phải là trong cuộc sống có người ta rất hợp với mình không? Nhưng có người không hợp với mình. Nhưng họ là người giỏi, người tốt, người cương trực. Vì việc công thì vẫn phải dùng. Đã dùng thì phải tin dùng. Thì đấy là những cái câu chỉ dẫn rất là thấm thía của bác. Bác không chỉ trình bày tư tưởng, bác còn trình bày cả cách làm, cả phương pháp để hướng dẫn chúng ta thực hiện. Thì đấy là xung quanh câu chuyện đạo đức. Còn tài năng. Tài năng đó là năng lực. Đây là một khái niệm có tính chất tâm lý học đã đành. Nó có cả yếu tố về triết học, chính trị, văn hóa nữa. Năng lực bình thường khác, năng lực ở tầm vượt trội khác, và năng lực vượt trước cả thời đại thì khác. Cho nên họ mới chia ra là từng cấp độ một. Có năng lực thông thường, có người có tài năng, và cao nhất là bậc thiên tài. Như bác là một thiên tài. Đấy. Cụ Phan Bội Châu cũng là một thiên tài. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm càng là một thiên tài. Nguyễn Du cũng vậy, thiên tài. Chứ là ai là người cũng có năng lực. Không ai là bỏ đi cả.
Có điều ta có dùng hay không thôi, có thấy hay không thôi. Chứ còn đã là người sinh ra, trừ một số nhỏ mà rơi vào khả năng bị thiếu hụt trên thân thể một cái gì đó, khiếm khuyết cái gì đó, thì nó ở trong tình trạng phát triển khó khăn, giảm thiểu. Chứ còn đã là người bình thường cả về mặt sinh học lẫn mặt xã hội thì ai ai cũng có năng lực. Dụng nhân như dụng mộc, như dùng gỗ vậy. Tài to dùng việc to, tài nhỏ dùng việc nhỏ, thẳng cong đều dùng được hết. Miễn là dùng cho đúng, miễn là có tấm lòng tin cậy và bao dung, đừng ghét bỏ, đừng định kiến, thì đừng phí phạm con người. Nhất là phát hiện sử dụng nhân tài ngoài đảng. Nhân tài trong đảng là rất quý nhưng không nhiều. Nhân tài ngoài đảng ở trong xã hội là rất nhiều, đừng bỏ phí. Bác là bậc thầy về dùng nhân tài ngoài đảng. Đến mức chủ tịch nước bác cũng giao cho một người ngoài đảng. Bộ trưởng trong chính phủ bác hầu hết không đảng viên. Hoàn cảnh lịch sử lúc bây giờ nó như vậy. Bác cần những người có tài, có đức, được lòng dân, được dân biết đến, bác bố trí vào công việc. Chứ bác không câu nệ danh nghĩa đảng hay không đảng. Hoàn cảnh lúc bây giờ của nước ta năm 45-46 đòi hỏi như vậy. Bác đi Pháp 5 tháng liền. Theo hiến pháp là chủ tịch nước không được vắng mặt. Lúc nào phải có chủ tịch nước. Thì bác buộc phải giao lại chức vụ này, quyền chủ tịch nước cho một người khác. Bao nhiêu đảng viên tại sao bác không chọn? Bác chọn là người ngoài đảng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhân sĩ trí thức yêu nước. Vì đảng ta mới ra đời, dân biết đảng cũng chưa nhiều, dù đảng rất vĩ đại. Mà cụ Huỳnh là một trí thức lớn, cương trực khẳng khái, nói một câu thì cả nước nghe. Chuyên bắt chọn cụ Huỳnh làm chủ tịch nước thay bác trong thời gian bác đi vắng. Còn bộ trưởng trong chính phủ bác đấy, bộ trưởng ngoại giao là bác, bộ trưởng nội vụ bác bố trí Võ Nguyên Giáp mà có 34 tuổi. Họp chính phủ bác không xưng hô đồng chí, họp chính phủ bác xưng hô là các cụ, các chú hoặc các vị, các ngài, vì không đảng viên. Đồng chí là từ xưng hô dùng trong đảng thôi. Bác nói là thưa các cụ, các chú, thưa các vị, các ngài, hôm nay chúng ta khai hội. Khai hội tức là họp đấy. Sau ngót 80 năm nô lệ, bây giờ nước nhà mới độc lập. Chúng ta bắt tay vào công việc quản lý đất nước. Chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, chắc chắn không tránh khỏi khuyết điểm sai lầm. Nhưng chúng ta quyết không sợ. Chính phủ này tuyên bố trước đồng bào là chính phủ vì dân. Được dân ủng hộ thì chính phủ sẽ tiến bộ trưởng thành. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cụ, các chú, các vị, các ngài cùng tôi thảo luận để thông qua ngay 6 vấn đề cấp bách. Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, soạn thảo hiến pháp, chuẩn bị bầu cử, tổng tuyển cử, tuyên bố đoàn kết lương giáo, tự do tín ngưỡng, xóa bỏ tất cả các thứ thuế dã man từ thời thực dân để lại, thuế thân, thuế trợ, thuế đò. Và với thế giới, người sẵn sàng tuyên bố Việt Nam là bạn của tất cả các nước dân chủ, Việt Nam quyết không thù oán với một ai. Có chính phủ nào người đứng đầu chính phủ viết lấy diễn văn, đọc trực tiếp diễn văn, họp chính phủ trong một buổi là xong, mà giải quyết bao nhiêu vấn đề hệ trọng như vậy? Thì đấy là bác, thiên tài của bác trong việc dùng cán bộ. Bác lại bố trí một người trí thức độ tuổi 30 mà đã có bằng tiến sĩ, trí thức nổi tiếng từ Pháp về. Ở Pháp bác đưa về nước bao nhiêu nhân tài trí thức và bố trí làm bộ trưởng bộ giáo dục. Em ruột của vị bộ trưởng này bác bố trí thứ trưởng bộ tư pháp mà đều không đảng viên. Chủ tịch nước cũng không đảng viên
Bây giờ Bộ trưởng Giáo dục không đảng viên, Thứ trưởng Tư pháp không đảng viên, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đấy các anh chị. Em là luật sư Nguyễn Văn Hưởng, rất giỏi về luật, người rất có công trong vấn đề soạn thảo hiến pháp, bố trí như vậy. Thế mà họp chính phủ, bác giới thiệu trang trọng thế này nhé. Bác chỉ vào giáo sư Huyên, vào thứ trưởng luật sư Hưởng là em ruột. Bác bảo đây là những đồng chí cộng sản ngoài đảng. Thì không ai có bản lĩnh như thế đâu các. Cộng sản mà lại ngoài đảng. Bác trân trọng tài năng trí thức như thế đấy. Thế mà bác lại còn tôn trọng đến mức này này. Bác đích thân dẫn Bộ trưởng Giáo sư Nguyễn Văn Huyên sang nhận chức Bộ trưởng tại Văn phòng Bộ Giáo dục. Mà nước trăm công nghìn việc, bộn bề như vậy mà việc lớn việc nhỏ bác đều rất chu đáo. Bác nói riêng với Thứ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó, mà Thứ trưởng Bộ Giáo dục chỉ trong ra biết rồi, Thứ trưởng bao giờ cũng là kiêm bí thư đảng ủy hay đảng đoàn. Bác nói thế này, đây là vị giáo sư nổi tiếng, rất có tài. Các chú phải tôn trọng, vì ngoài đảng mà phải tôn trọng, tạo mọi điều kiện cho giáo sư làm việc. Và phải giúp đỡ giáo sư để kết nạp giáo sư vào đảng càng sớm càng tốt. Bác chủ tính thế đấy không? Thế mà ta hiểu bác thế nào, ta học bác làm theo lời bác dặn thế nào mà ta lại dám để thử thách giáo sư bộ trưởng suốt 15 năm liền. Đối tượng cảm tình đảng rồi mới kết nạp. Đến lúc kết nạp lại còn sang báo cáo bác, ý là để bác khen là các chú quan tâm đến tri thức ấy mà. Ai ngờ bác nói cho một câu mà im hết. Nó bảo thôi, để giáo sư bộ trưởng ngoài đảng tốt hơn. Ta không hiểu ý bác thế nào cả. Lúc bác sục kết nạp, bây giờ kết nạp bác bảo không kết nạp. Làm sao mà hiểu được bác? Bác sâu sắc, tinh tế như vậy, còn ta thì hẹp hòi, hời hợt. Ý bác là bác đã dặn các chú rồi, mà đến bây giờ các chú mới làm, thì không cần nữa. Ta nhớ là bác có lần định nghĩa chính trị hay lắm. Trong chính trị, thời gian và thời điểm rất quan trọng. Có phải là nếu mà không đúng dịp, không đúng thời điểm là nó lỡ hết không chứ? Trong chính trị thì thời gian và thời điểm rất quan trọng. Bây giờ không cần nữa. Một người như giáo sư Huyên ấy, thì người ta trọng hơn những người đảng viên có chức có quyền như các chú mà trình độ thấp lại hẹp hòi. Bác phê bình ấy, thì sau này ta mới hiểu, ta mới thấm thía. Ai lại có một vị nữa rất giỏi. Ở đời thì giỏi thì cũng nhiều người giỏi, nhưng mà thông thường đấy thì có tài cũng hay có tật. Bác sử dụng cán bộ, bác cân nhắc chán rồi chứ. Tại sao ông này là xếp thứ trưởng, ông khác xếp bộ trưởng? Tại sao ông Giáp phải là đại tướng, ông Nguyễn Sơn chỉ là thiếu tướng thôi? Bác cân nhắc hết đi. Thế thì có một trường hợp xảy ra là có một vị đến xin gặp bác. Gặp bác ý là để bác xem xét lại cho. Mình sẽ ra phải là bộ trưởng cơ. Bác xếp thứ trưởng có vẻ không được hài lòng lắm đến gặp bác. Bác bận bao nhiêu việc mà bác vẫn tiếp. Bác nghe hết, cứ để cho ông nói. Hay khoe khoang thành tích công trạng, ý là để bác đề bạt nữa. Bác khó chịu lắm. Bác kiềm chế trong lòng để không nóng nảy. Đời bác không bao giờ nóng giận cả, kiềm chế hết. Đấy là tôn trọng con người và dân chủ. Để nói xong, bác nói là thích chú nói xong chưa? Bảo thưa bác, hôm nay gặp bác chỉ xin trình bày đến đây thôi. Còn nhiều việc xin nói tiếp sau này. Bấy giờ bác mới nói. Bác bảo bác nghe chú nói hôm nay là nhiều rồi đấy. Bác bận lắm. Bác không có nhiều thời gian như chú nghĩ đâu. Hôm nay bác nghe hết những ý kiến của chú, bác hiểu rồi. Và chú nói như thế là nhiều rồi đấy. Thế là bác đã tỏ thái độ rồi đấy nhé. Bây giờ bác nói tiếp này. Bây giờ chú đã đặt ra vấn đề mà bác đã hiểu ý chú, thì bác và chú cùng nhau tìm cách giải quyết.
Thế là ông này mừng lắm đấy, tưởng rằng bác sẽ chấp nhận đề nghị của mình là xin bộ trưởng hay kiểu như thế. Ai ngờ bác nói cho một câu mà tái cả mặt, đứng lên xin phép về ngay, không nói nữa. Bác bảo thế này này, bây giờ chú lên làm chủ tịch cho bác, bác xuống làm thứ trưởng cho chú. Ông này sợ quá các đồng chí, sợ quá. Đứng lên bảo thưa bác, cháu xin phép bác cháu về. Bác bảo thôi chú về đi. Đấy, toàn bộ câu chuyện có thế thôi. Để nói về câu chuyện này, đánh giá cán bộ, sắp xếp cán bộ, bố trí đề bạt thế nào là cân nhắc đủ mọi lẽ, cả đức lẫn tài. Đấy. Mà trong đó đặc biệt là đức hy sinh và khiêm tốn. Tức là vì công, không vì riêng, không có thiên tư thiên vị, khẳng khái, vì dân vì nước là thước đo tối quan trọng trong việc bố trí cán bộ mà chúng ta đang phải hàng ngày giải quyết đấy các đồng chí. Trở lại cái câu chuyện lý thuyết này, ở trong tài liệu này xin các đồng chí nhớ cho một vấn đề nhé, không bao giờ được tách rời đức và tài, tách ra để nghiên cứu thôi, chứ còn trong thực tế nó nhập là một, đức là tài, tài là đức. Chứ không có chuyện một thời ta nghĩ rất sai là ưu tiên đạo đức chiếu cố năng lực. Có một thời đồng thời như thế không chứ? Chỉ cần người tốt, năng lực kém một chút cũng được. Bác nói là này, bác bảo thói đời chỉ thích dùng những người kém hơn mình để dễ bề sai khiến. Bác chỉ trích bệnh hẹp hòi, bệnh cánh hầu với nhau, nghĩa là không trong sáng. Đức và tài là một. Trong trình thể một con người nhân cách, một nhân cách có tách ra là để nghiên cứu, nhận diện cho nó rõ, nhưng mà khi dùng đấy là phải nhập là một. Đây là cái chỗ rất khó và phức tạp. Chuyên đồng chí nào làm cán bộ tổ chức ấy, cán bộ nhân sự đấy, là những người phải rất giỏi, đã đành, nhưng phải có tấm lòng nhân ái, thương yêu cán bộ, bao dung, khách quan, thận trọng thì mới tham mưu chính xác cho cấp ủy để đi tới quyết định cho đúng. Đấy. Thế thì đức tức là đạo đức, phẩm chất, tư cách, nhân cách, nó biểu hiện thành phong cách, tác phong, ứng xử, lối sống hàng ngày. Biểu hiện rõ nhất là trong công việc, trong nhiệm vụ được giao. Tài trước hết là tư duy, sự suy nghĩ, năng động, không trì trệ bảo thủ, và người luôn luôn có suy nghĩ mới mẻ, năng động trong tư tưởng, trong tư duy. Hai là người có trí tuệ thông minh. Thông minh rất quan trọng. Trong thông minh ấy, nó có cả phần biết ghi nhớ, có một trí nhớ như bác Hồ đấy, trí nhớ mẫn tiệp cơ mà. Và nhất là sáng tạo về phương pháp, phong cách, nhất là giải quyết những tình huống trong thực tiễn. Bây giờ chúng ta phải hãy cẩn thận chỗ này. Có khi mỗi một cán bộ chúng ta có rất nhiều bằng cấp. Bây giờ cán bộ công chức nào chẳng trong túi chẳng có 4-5 cái bằng các đồng chí. Nào là lý luận cao cấp nào, quản lý hành chính nhà nước nào, cử nhân một cái chuyên ngành nào, có người còn thạc sĩ, tiến sĩ nào, ngoại ngữ, tin học, đủ các bằng cả. Nhưng trên thực tế không phải ai cũng dùng được. Đấy. Chứ không được đồng nhất bằng cấp với trình độ. Trình độ thực nhiều khi nó thoát ra khỏi bằng cấp. Bác Hồ của chúng ta nhé, phải đi qua 3 địa phương mới học xong bậc tiểu học. Ở Vinh này, ở Huế này, ở Bình Định này. Đến Bình Định bác mới tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Cho nên khi mà đi thăm nước ngoài đấy, họ hỏi bác về trình độ đấy, bác nói thẳng, tôi chỉ có bằng tiểu học thôi. Tôi không có may mắn được học như các bạn. Tôi học chủ yếu trong cuộc sống, trong trường đời. Nhưng những gì mà tôi thu hoạch được từ thực tiễn mới là tri thức đáng tin cậy nhất của tôi. Câu cực kỳ sâu sắc luôn. Bác nói trước giới trí thức nước ngoài, trước học giả nước ngoài như vậy, họ vô cùng thán phục bác.
Chứ rõ ràng là trình độ với bằng cấp không phải là một đâu, không đồng nhất. Một thời ta ít coi trọng bằng cấp, sau đó đi vào cái đổi mới thì lại tuyệt đối hóa bằng cấp. Bây giờ phải sửa, phải kiểm tra năng lực trình độ từ hiệu quả công việc. Bằng cấp là một chỉ số để tham khảo, bằng cấp là điều kiện để đánh giá mức độ đào tạo mà thôi. Thì những chỗ này là chỗ phải học bác rất là thấm thía. Chứ nó là một nhé. Cái điều cần nói này, có đức mà không có tài thì vô dụng. Làm việc gì cũng khó, có khi hỏng việc. Đấy, lời của bác. Có đức mà không có tài thì vô dụng. Làm việc gì cũng khó, có khi hỏng việc. Còn có tài mà không có đức thì nguy hiểm. Vì có thể làm điều xấu, điều ác một cách có tính toán, thì cái hại cho dân, cho nước còn lớn hơn nhiều so với người ít hiểu biết. Thì đây là những điều phân tích rất là rành mạch, thấu đáo, để chúng ta suy ngẫm cho chính mình và cân nhắc trong việc ứng xử lựa chọn cán bộ trong phạm vi thẩm quyền trách nhiệm của mình. Thì các đồng chí nhớ cho điều đó. Thế còn khái niệm hồng và chuyên. Hồng tức là chỉ về đạo đức, có khi là chính trị. Chuyên tức là chuyên môn, có khi là trình độ kiến thức, tài năng. Thì đấy là một khái niệm một thời ta dùng thôi. Bây giờ ta cùng có đúng là đạo đức và năng lực, hay đức và tài là hai bộ phận hữu cơ cấu thành nhân cách của con người. Bác Hồ không dùng từ nhân cách nhiều đâu. Cả đời bác dùng có một lần thôi, nhân cách. Còn bác dùng chủ yếu là tính cách hay tư cách. Tư cách của người cách mệnh, đúng không? Giữ chủ nghĩa cho vững, ít lòng tham muốn về vật chất. Sáu điều bác dạy công an, bây giờ hóa ra dạy chung tất cả. Có đồng chí nào là công an nhé, thì vô cùng là tự hào, hạnh phúc. Vì riêng ngành công an, đó là thanh bảo kiếm của chế độ. Bác cho sáu lời vàng như vàng ngọc như thế này này, mà tất cả cán bộ chiến sĩ công an, từ chiến sĩ mới vào đến tận các vị tướng lĩnh cao cấp trở xuống, đều phải thuộc lòng hết. Đối với tự mình, tự mình là mình với mình, phải cần kiệm liêm chính. Đối với đồng sự, thân ái giúp đỡ. Đồng sự là đồng nghiệp. Đối với công, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Chính phủ đây là cả đảng đấy nhé. Năm 48 mà, đảng rút được bí mật. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Địch đây là cả địch nội xâm trong lòng và địch ngoại xâm ở bên ngoài. Sáu điều bác dạy công an, bây giờ hóa ra dạy chung tất cả chúng ta. Trong đó kết hợp hài hòa cả đức và tài. Nó là một cái chứ, trong con người công an. Quân đội cũng vậy. Chúng ta có một hội cựu chiến binh rất đông đảo, nhiều đồng chí các thế hệ khác nhau. Mà sắp sang năm này, các đồng chí, sang năm tôi rất mong là ban tuyên giáo của huyện chúng ta giúp cho hội cựu chiến binh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với bác nhé. Sang năm, 10 năm Đại tướng về với bác. Đại tướng lại là con rể của Thanh Chương chúng ta đây này. Quê hương của giáo sư Đặng Thái Mai là ở đây. Phu nhân đại tướng là giáo sư Đặng Bích Hà là ở đây. Mà sang năm là 10 năm đại tướng về với bác. Đáng kỷ niệm lắm đấy các đồng chí. Mà sẽ bao nhiêu câu chuyện rút ra từ nhân cách của đại tướng. Bác gọi là dũng tướng và nhân tướng. Văn võ song toàn. Văn lo vận nước, văn thành võ. Võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Các thầy các cô dạy lịch sử nhé, thì phải rất chú trọng vào khai thác các sử liệu để giáo dục truyền thống cho các em, các cháu từ những sự kiện như thế. Thì ở đây nó có cái câu chuyện
là đức và tài là một. Mà bác dạy công an như vậy, dạy quân đội, chung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Hóa ra dạy chung cho tất cả chúng ta, chứ không riêng gì quân đội đâu. Và nhân ngày tháng 9 này là tháng bắt đầu vào năm học mới, xin các thầy giáo, cô giáo và tất cả chúng ta đều cùng quan tâm đến giáo dục. Quan tâm đến giáo dục lúc này là quan tâm đến vận mệnh tương lai của cả dân tộc. Quan trọng lắm. Người ta nói là sau thực phẩm, thức ăn tinh thần hàng đầu của mỗi dân tộc là giáo dục. Trong cuộc chạy đua cạnh tranh gay gắt hiện nay, thành hay bại chính là nhờ giải bài toán về giáo dục. Cho nên nhân cái diễn đàn này, tôi muốn nhắc các đồng chí, các nhà giáo. Bây giờ ta mới kinh ngạc ở chỗ này, những điều bác dạy các cháu thiếu niên nhi đồng hóa ra là dạy chung tất cả chúng ta. Thế mới vĩ đại chứ các đồng chí. Đúng với muôn đời. Bác đi Pháp về, tàu biển cập bến Hải Phòng, 10 vạn đồng bào và các cháu học sinh đón bác ở Hải Phòng. Bây giờ ở chỗ đó là quận Lê Chân, và nó có trường tiểu học Lê Chân, nơi bác đón bác. Trước khi mất, bác còn gửi thư cho thầy giáo, cô giáo trường Lê Chân kỷ niệm năm 46 đón bác đấy mà. Thì lời khuyên của bác này này, bác có 5 điều khuyên các cháu năm 46 đấy. Thứ nhất, các cháu phải siêng học, siêng là chăm chỉ như cần cù. Thứ hai, phải sạch sẽ. Thứ ba, phải có kỷ luật. Thứ tư, phải tập sống cho văn minh. Và thứ năm, phải yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. 5 điều dạy các cháu nhi đồng, bây giờ ngẫm nghĩ lại, dạy cho cả người lớn chúng ta. Thế nhưng đến năm 1961, cái năm bác về thăm quê lần thứ hai, cũng là năm kỷ niệm 20 năm thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc ở Bắc Bó. Thế là chúng ta thấy xuất hiện 5 điều bác dạy thiếu nhi. Tài liệu này được chuẩn bị từ Trung ương đoàn, và xin ý kiến bác, thông qua bác, và bác đồng ý. Bây giờ vẫn để trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, và nó trở thành 5 điều bác dạy thiếu niên nhi đồng. Tất cả các trường tiểu học đều treo cái pano rất lớn, bác Hồ quàng khăn đỏ cho các cháu, dưới có 5 điều bác dạy thiếu nhi. Đọc lại, ta thấy cũng là dạy cho người lớn. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh, thật thà, dũng cảm. Người lớn càng cần yêu tổ quốc. Người lớn càng cần phải học tập và lao động. Người lớn lại càng đức tính, thật thà, dũng cảm. Thế là dạy thiếu nhi mà qua thử thách của thời gian thành cho dạy chung cho cả nước, cho toàn đảng, toàn dân. Đấy là tầm ảnh hưởng lớn của bác. Nhưng cảm động nhất là khi viết di chúc, khi viết cái bản di chúc này, các đồng chí này, vào tháng 5 năm 1965, bác đồng thời sửa lại 5 điều bác dạy. Hôm nay, nếu như có thầy giáo, cô giáo nào là hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, thì tôi đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này, để từ nay trở đi ta dạy cho nó đúng nhé. Bác sửa chữa 5 điều dạy các cháu này một cách cực kỳ tinh tế. Bác phát hiện thấy là trong 5 điều dạy các cháu, có 4 điều là 6 chữ. Có 2 điều chỉ có 4 chữ thôi. Nó sọc sạch về hình thức. Bác phải bổ sung cho nó hành chặt chẽ về hình thức và làm đầy đặn phong phú về nội dung. Bác sửa kỹ lắm. Học yêu tổ quốc, yêu đồng bào nhé, điều thứ nhất 6 chữ. Học tập tốt, lao động tốt 6 chữ. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 6 chữ. Đến giữ gìn vệ sinh có 4 chữ thôi. Bác thêm từ thật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Người lớn bây giờ càng phải như vậy, có đúng không? Để chống lại những bệnh tật, nhất là thảm họa Covid như vừa rồi. Đúng không? Thật thà, dũng cảm là phẩm chất đạo đức con người.
Nhưng con người có thành tích, có công trạng mà nếu không có khiêm tốn thì hỏng hết. Cho nên bác mới từ thêm từ khiêm tốn, rồi mới thật thà dũng cảm. Thế là từ nay trở đi, năm điều bác dạy thiếu nhi là cả một gia tài quý giá cho ngành giáo dục tiểu học đã đành, mà là tài sản tinh thần chung cho toàn đảng, toàn dân ta. Năm điều bác dạy đấy, ai cũng tâm niệm được. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, và khiêm tốn, thật thà, dũng cảm đấy. Thì đấy là điều chúng ta quan tâm. Chứ quan tâm đến các trường tiểu học, các thầy, các cô và học trò, chính là quan tâm đến chính cuộc sống của mình. Và đấy là điều mà chúng ta cũng cần nói với nhau nhân cái câu chuyện đạo đức cán bộ. Một vấn đề nữa, thanh niên, những điều bác dạy thanh niên bây giờ trở thành danh ngôn. Danh ngôn là câu nói nổi tiếng, những câu hay nhất, những câu hay nhất, đẹp nhất bác đều dành cho thanh niên. Ai trong đời cũng trải qua một lần thanh niên. Bác dùng khái niệm là có đồng chí thanh niên già và có các đồng chí thanh niên trẻ, tức là các thế hệ thanh niên. Bác dìu dắt các lớp lên. Bác nói thế này, thanh niên không bao giờ đòi hỏi tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc. Câu ấy của bác bây giờ thành bài ca truyền thống của đoàn. Bác dặn là tuổi trẻ các cháu phải có chí khí lớn, hoài bão lớn. Tuổi trẻ chỉ có một điều ham, ham học, ham làm, ham tiến bộ. Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Các đồng chí nào làm công tác thanh niên này, mà cán bộ dạng nhà giáo, giáo dục và cán bộ đoàn thanh niên ấy, thường trưởng thành trở về công tác đảng. Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa ba điều nguy hiểm: tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực. Những cái đó rất dễ làm hư hỏng con người. Đây là lời của bác. Thì bao nhiêu điều hay bác dành cho thanh niên cả. Hay nhất bây giờ trở thành phương châm hành động của tất cả chúng ta, đặc biệt thanh niên. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bốn câu thơ tặng cho thanh niên xung phong từ trong kháng chiến chống Pháp ở Bắc Cạn, bây giờ thành châm ngôn của tuổi trẻ Việt Nam, và nói rộng hơn là của cả thế giới nữa, để nói về ý chí, nghị lực của thanh niên. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên cơ mà. Cho nên rất mong là lực lượng thanh niên của chúng ta sẽ đi đầu xung kích trong việc xây dựng huyện Thanh Chương chúng ta thành văn minh, giàu mạnh, hiện đại, và phấn đấu bằng được cái danh hiệu tỉnh huyện khá, tỉnh khá mà bác đã căn dặn. Cái quan chuyện đức tài là như thế. Tóm lại là phải lấy hiệu quả, phải lấy việc làm, phải lấy sự sáng tạo đổi mới làm thước đo, chứ không chỉ thuần túy bằng cấp. Điểm này mới quan trọng này, học suốt đời. Học suốt đời cho nên phải tự học là chính. Và nếu các đồng chí yêu thương bác thì chúng ta hãy học bác cách tự học, gắn với tự phê bình. Bác nói là như rửa mặt hàng ngày. Bác bảo các chú đừng có nể bác mà thấy bác có lỗi không dám phê bình. Bác cũng là người, bác như các chú thôi. Ở đời ai cũng có khuyết điểm cả. Không sợ khuyết điểm, chỉ sợ là không dám sửa chữa thôi. Ví dụ thấy bác có vết nhọ trên trán, không bảo bác lau đi, làm sao bác biết được. Mà vết nhọ trên trán không đáng sợ bằng vết nhọ trong tư tưởng, tình cảm. Có ai mà khiêm tốn, chân thành đến như vậy không? Không. Hãy học bác. Ở Thanh Chương và nói chung là cả Nghệ An và thậm chí cả Hà Tĩnh nữa, tôi chưa, đây là Nghệ Tĩnh, các đồng chí chắc là quá quen với một cái món kẹo đặc sản của quê nhà chứ. Cái kẹo gọi là kẹo cu đơ, các đồng chí. Bác phê bình đấy. Bác về thăm quê bác phê bình đấy. Bác bảo ăn ít thôi,
để lấy lạc mà xuất khẩu, để đổi lấy gang lấy thép mà làm công nghiệp. Bác tính toán ra là 1 tấn lạc có thể đổi được 1,5 tấn gang cơ mà. Mà năm 60 đã đang cần công nghiệp gang thép lắm. Thế là bác về, trong chuyến đi đó về, bác viết ngay một cái bài báo là đổi lạc lấy gang thép, đăng trên báo Đảng, báo Nhân dân. Bác lại tự tay đánh máy lấy. Bác không có nhờ ai cả, bác hay tự làm lấy hết. Xong rồi bác gửi đi để đăng báo Nhân dân, tất nhiên là qua cái bộ phận giúp việc của bác. Nhưng khi đánh máy thì bác có một sơ suất, bác quên cái dấu phẩy. Đánh máy quên cái dấu phẩy. Thế là 1 tấn lạc lẽ ra bằng 1,5 tấn gang, thì vì không có dấu phẩy, nó sai lạc hẳn đi thành 15 tấn gang. Thế mà bài của bác viết thì cứ thế mà đăng, có ai sửa đâu. Sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng, báo đã có mặt trên bàn làm việc của bác. Bác đọc bác giật mình, bác nhận lỗi ngay. Bác bảo đây là lỗi của bác, một việc làm không nghiêm túc, tức là không xem lại, không soát lại. Bác đề nghị báo đính chính, bác gọi điện thẳng cho tổng biên tập, đề nghị đính chính ngay cho bác. Bác xin lỗi tất cả các bạn đọc, do sơ suất cầu thả của bác mà thành ra sai lạc cả. Chỉ có 1,5 tấn gang thôi, không phải bằng 15 tấn gang đâu. Đấy nhá, bác dũng cảm tự phê bình như vậy. Sau đó, bác là người xứ Nghệ, một phong cách rất là thâm thúy. Bác phê bình ngược lại chúng ta. Bác bảo, bác có lỗi thì bác nhận lỗi, bác có khuyết điểm, bác công khai sửa chữa. Nhưng xét ra, bác cũng có ưu điểm. Ưu điểm của bác tức là thật thà, không có dấu dốt, không có dấu lỗi, bác nhận lỗi. Còn các chú cũng có lỗi, bởi vì các chú không đọc lại cho bác, không soát lại cho bác, không chú nào phát hiện ra điều vô lý đó hay sao, nhưng các chú cũng có lỗi. Đấy, chứ có phải là một việc bác làm được bao nhiêu ý nghĩa không? Mà bắt nguồn từ cái việc là tự học, chịu khó học và tự phê bình. Bác học ngoại ngữ có thể nói là thấm thía các bạn. Đồng chí Vũ Khoan, các đồng chí có nghe tên tuổi không? Ông Vũ Khoan đã từng là bí thư Trung ương Đảng. Ông là nhà ngoại giao nổi tiếng. Ông lại rất giỏi ngoại ngữ. Có lần được cử đi dịch cho bác. Dịch là dịch tượng trưng thôi. Theo nghi lễ ngoại giao thì phải có dịch. Chứ còn bác thì không cần. Bác nghe hết mà. Thế mà trong khi dịch cho bác ấy, ông mới quan sát bác Hồ. Ông thấy một cái chi tiết này này, là bác hút thuốc lá. Thì cứ mỗi lần bác rút một điếu thuốc lá ra hút ấy, thì bác lại thấy giấy rơi ra một cái mảnh giấy, cái màu giấy thế này. Ông ấy tò mò ghé vào để xem. Thì hóa ra bác viết 10 từ tiếng Nga, 10 từ tiếng Anh, 10 từ tiếng Pháp, hai mặt. Hỏi bác bảo bác học ngoại ngữ hàng ngày, ngày nào cũng học cũng nhầm, được chữ nào thì nó thấm vào máu chữ đó, không quên được. Còn nếu có quên đi, rơi vãi độ một nửa thì cũng còn độ một nửa. Đấy, tích tiểu thành đại, cuối cùng bác vượt qua tất cả các rào cản ngoại ngữ là thế. Thế cho nên có cái câu chuyện này, bác đang tiếp khách nhà báo nước ngoài. Cứ đi qua phòng khách của bác là mấy nhà báo Việt Nam thời hồi mới cách mạng thành công đó. Bác trông thấy bác gọi cả vào, các chú vào cả đây bác giới thiệu. Thế là ta thật thà quá, ta bảo là thưa bác, chúng cháu không biết nói tiếng Việt. Bác bảo không sao cả, nói tiếng Việt cũng được, bác dịch cho. Đấy, lãnh tụ mà không có một khoảng cách nào nhé, thân thiện, giản dị, khiêm tốn. Ta mừng quá vào để bác giới thiệu. Bác giới thiệu cái ông nhà báo người Anh bác đang tiếp với các nhà báo Việt Nam. Bác bảo ơi, bây giờ các chú làm quen nhau rồi, các chú cần hỏi ông nhà báo này cái gì cứ hỏi đi, bác dịch cho. Bác hứa là dịch cho mà cuối cùng bác toàn sáng tác ra con gì. Vì nếu cứ dịch nguyên văn như vậy thì hỏng hết. Vì ta có biết hỏi đâu mà. Ai lại muốn để bác khen là chính trị giỏi mà.
cho nên toàn hỏi những câu mà nó kiêng kỵ trong ngoại giao. Ai lại hỏi thế này? Rất là sừng sộ. Tại sao đến giờ này mà các ông vẫn không công nhận nền độc lập Việt Nam của chúng tôi? Bác cứ cười. Bác dịch là: bạn thấy thủ đô Hà Nội của chúng tôi thế nào? Đấy, mềm mại thế chứ các ông chứ. Ông này tưởng thắc hỏi thật, mà Hà Nội rất đẹp, rất là thơ mộng, nhất là Hồ Gươm của các bạn thơ mộng lắm. Nó trong xanh như vậy, chứ nó chưa ô nhiễm môi trường như bây giờ đâu. Ta cứ ngạc nhiên, không hiểu vì sao bác dịch kiểu ấy. Thế là ta hỏi tiếp một câu nữa là: tại sao các ông lại đồng lõa với thực dân Pháp để xâm chiếm Nam Bộ của chúng tôi? Nam Bộ kháng chiến từ 23 tháng 9 mà các đồng chí. Đấy. Ngày truyền thống của Thanh Chương là mùng 1 tháng 9 này là ngày vô cùng đáng tự hào và thiêng liêng. Lịch sử đảng bộ chúng ta là bằng lịch sử của cả đảng, toàn đảng đấy các đồng chí nhé. Đấy. Thế thì hỏi như thế này thì còn gì mà đàm đạo nữa? Bác lại dịch thế này mới giỏi chứ các đồng chí. Bác chọn phụ nữ Việt Nam để dịch cả. Bạn thấy phụ nữ Việt Nam có đẹp không? Ông này tưởng thật, bảo phụ nữ Việt Nam rất đẹp, hiền hậu, dịu dàng, nhất là tà áo dài thì mềm mại và thơ mộng lắm. Thế là bác tiến cái ông nhà báo ra khỏi phòng khách, bác ra hiệu giữ chúng ta lại để bác phê bình. Bác phê bình mà không thể nào cãi được. Câu thứ nhất, các chú làm nhà báo mà sao các chú kém chính trị thế? Ta mới càng ngạc nhiên, cứ đinh ninh là bác khen giỏi chính trị, bởi bác kêu là kém chính trị quá. Kém là đúng thôi. Bác giải thích là người ta có phải là chính phủ đâu mà các chú đi cãi vã với người ta. Nó là nhà báo đấy mà. Phải thân thiện, cởi mở, họ có thông cảm với mình, họ mới ủng hộ mình chứ. Bác đang làm hết sức để tranh thủ thế giới, các chú cứ đổ thêm dầu vào lửa như thế này. Đấy, thế là hỏng nhé. Chính trị tôi là thế đấy. Cứng nhắc. Cứng nhắc này, giáo điều này, biệt phái này, là cái tối kỵ. Mà chúng ta học bác đấy, phải học cho bằng được cái việc khắc phục ba cái nhược điểm đó. Mà bác nhiều lần nói cho chúng ta ở chính quê hương chúng ta về những cái khuyết điểm này: giáo điều, biệt phái, chủ quan, dẫn trì trệ bảo thủ, hoặc là có công trạng hay giờ bệnh công thần. Bác phê bình phải giúp đỡ nhau, các thế hệ phải giúp đỡ nhau. Câu thứ hai, bác đã dặn các chú rồi mà các chú ứng xử thế này thì lộ hết bí mật. Nhà báo mà vô tình làm lộ hết bí mật. Bác chứng minh là các chú đăng tin bộ đội đi diễn tập mà đăng cả địa điểm, đăng cả thời gian, đăng cả quân số thì còn gì là bí mật nữa. Không cãi được. Câu thứ ba này, các chú ứng xử như thế này thì đến bác cũng bị hiểu lầm. Bác đã dặn các chú là không được rơi vào nhất bên trọng, nhất bên khinh. Bác đón một lúc mấy đoàn khách nước ngoài mà các chú cứ đăng đoàn trước, đoàn sau, đoàn ảnh to, đoàn ảnh nhỏ, đoàn nhiều chữ, đoàn ít chữ. Các chú không sợ người ta chê trách mình là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Cũng không cãi được. Câu cuối cùng thì lại càng thấm thía. Các chú là nhà báo mà biên tập ẩu quá. Nói sai, viết sai mà không chữa, cứ thế mà đăng. Bác mới chứng minh ra: đồng bào yêu quý bác, chúc thọ sinh nhật bác, nhưng đồng bào lại chúc là chúc Hồ Chủ tịch bách niên giai lão. Bác cười, bác bảo câu này là chúc cho ai? Câu này chỉ chúc riêng cô dâu chú rể đêm tân hôn chứ. Mà bác có vợ con gì đâu mà chúc bác như thế. Các chú không chữa, cứ thế mà đăng. Đấy, bác chỉ trích mấy khuyết điểm đó không cãi được. Cho nên có thể nói là những chỉ dẫn của bác về cán bộ là rất thấm thía. Đức tài nó quyện vào nhau, không tách rời, là một. Có tách ra là để nghiên cứu thôi, và để ứng dụng. Mà trong ứng dụng này thì quan trọng nhất là mấy cái điểm này.
muốn tìm được người tài đức, muốn tìm người tài giỏi để giao việc cho xứng đáng, thì phải rất chú trọng đến ý kiến của nhân dân. Nên hôm nay mà các đồng chí bố trí cho tất cả đồng bào cùng nghe đấy là điều rất quý trọng đấy. Ta tận dụng mọi khả năng, mọi cơ hội có thể được để truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, thì đấy là điểm rất có ý nghĩa. Phải dựa vào dân cả. Dân sẽ giới thiệu cho đảng những gương mặt xứng đáng. Ta không thiếu người tài, có biết sử dụng không đâu. Hai nữa là phải dựa vào tiêu chuẩn, không được cảm tính, không được chủ quan. Phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy trình quy định. Trong đảng cũng vậy, trong nhà nước cũng vậy. Nhà nước có luật nước, tức là hiến pháp và các đạo luật. Đảng có điều lệ. Điều lệ đảng phải coi như một bộ luật của đảng, mà không loại trừ một ai. Từ tổng bí thư đến đảng viên thường đều có nghĩa vụ chấp hành điều lệ. Bây giờ lại còn có cả những cái chế tài nữa các bạn. Chế tài tức là 19 điều cấm đấy. Gần đây Bộ Chính trị còn có cả hướng dẫn mới về vấn đề quản lý cán bộ và thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Chính trị trong việc quyết định nhân sự trình Trung ương để Trung ương thông qua tất cả các loại chức vụ trong đảng, nhà nước và trong hệ thống chính trị. Thế thì phải làm đúng như thế. Một điểm nữa mà chỗ này liên quan đến câu chuyện hiện nay. Hiện nay các đồng chí đang sử dụng quy chế dân chủ cơ sở, có phải đấy không ạ? Về pháp lệnh dân chủ cơ sở. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thêm chữ dân giám sát và dân thụ hưởng. Những cái mới nhất của đại hội 13 đấy, dân giám sát và dân thụ hưởng. Trong khi đó, hiện nay, Quốc hội đã chuẩn bị để ban hành luật dân chủ cơ sở. Nếu bộ luật này ra đời thì sẽ là một sự kiện vô cùng trọng đại. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có thôi. Luật cơ. Luật là văn bản cao nhất. Pháp lệnh quy chế là văn bản dưới luật. Ra được luật dân chủ cơ sở, tức là trao vào cho người dân cái vũ khí quyền bảo vệ lấy quyền lợi ích của mình, và cũng là để giám sát cán bộ từ cơ sở đến các cấp ở trên nữa. Luật dân chủ cơ sở. Các đồng chí theo dõi, nhất là đồng chí nào là mặt trận, vì cái luật này giao cho mặt trận phản biện, và cơ quan soạn thảo luật này là Bộ Nội vụ. Đã mấy lần lấy ý kiến chuyên gia rồi, sắp tới trong chương trình nghị sự Quốc hội bộ luật này sẽ được thông qua. Và khi Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố đấy, thì nước ta chính thức có luật dân chủ cơ sở. Đấy là một tín hiệu rất đáng mừng, để chúng ta có thêm cái căn cứ trong việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, kể cả kiểm soát, kiểm tra cán bộ, căn cứ vào dân chủ của cơ sở. Điểm thứ hai, tôi muốn kể các đồng chí nghe một cái thông tin này. Trong dịp sinh nhật Bác tháng 5 vừa qua, ở quê hương Bác thì khánh thành nhà thờ Gia Tiên. Còn ở Hà Nội thì lần đầu tiên cho công diễn một vở kịch mới nhất về Bác Hồ. Nếu có điều kiện mà các đồng chí tổ chức cho đoàn kịch này công diễn cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân xem thì quý vô cùng đấy này. Đầu đề vở kịch này là Lá đơn thứ 72. Tôi tóm tắt câu chuyện vì tôi được mời tham gia vào cái việc chuẩn bị cho cái công diễn này, cái vở kịch này của cái đoàn nghệ thuật tên là Sân khấu Lệ Ngọc. Sân khấu vở kịch nói đấy. Lệ Ngọc là tên của bà Lệ Ngọc. Bà ấy là nghệ sĩ nhân dân. Sau khi nghỉ hưu, thành lập cái sân khấu Lệ Ngọc, quy tụ rất nhiều tài năng nghệ sĩ. Vợ vừa là giám đốc mà vừa là diễn viên. Chính bà Lệ Ngọc cũng là một diễn viên trong vở kịch này. Chồng bà ấy
đóng vai Bác Hồ trong cái vở kịch là Lá Đơn thứ 72. Ý là một người bị oan, bị xét xử oan, bị giam tù 8 năm trời, mà viết thư cho Bác 71 lần không đến được. Đến Lá Đơn thứ 72 mới Bác mới biết. Đấy, cái tầng nấc quan liêu như thế đấy không? Đây là chuyện có thật đấy các đồng chí nhé, dựa trên sử liệu thật sự. Đấy. Bác ơi, kêu cứu mà, cháu bị oan, cháu không phải là kẻ giết người mà kết tội cháu giết người, cháu bị oan, Bác cứu cháu. Cháu là đảng viên của đảng, cháu nộp đảng phí mà không ai nhận. Ai nhận của cái người đã bị kết án là giết người. Nhưng cháu tin cháu sẽ được giải, được minh oan. Đến lúc đó cháu sẽ nộp toàn bộ đảng phí cho đảng. Cái người là người đảng viên đấy các đồng chí nhé. Trong cuộc đời nhiều chuyện éo le lắm, bất hạnh. Mà éo le nữa, vợ của kẻ giết người là một cô giáo, chuyên sa thải ngay lập tức, đi bán nước chè ngoài vỉa hè đường phố để kiếm gạo nuôi con. Một đàn con nhỏ không dám đi học nữa, vì đến trường thì mặc cảm tội lỗi là con của kẻ giết người trong con mắt của bạn bè. Thế là tan nát cả một gia đình. Đến tận Lá Đơn thứ 72 mới đến được với Bác. Và Bác đau đớn, Bác cho quyết định điều tra lại và xét xử lại. Bác cho mời chánh án tòa án đến, Bác cho mời viện trưởng viện kiểm sát nhân dân đến, Bác cho mời cả thư ký của Bác đến. Bảo các chú có biết cái sự việc này không? Thì ta lại trả lời Bác là thưa Bác, để Bác lo việc lớn cho dân cho đảng, những việc này nhỏ thôi cứ để cho cơ quan chuyên môn họ xem xét. Kết quả đến đâu báo cáo đến Bác đấy. Bác nghiêm khắc nói ngay này, đối với số phận con người không có việc gì là nhỏ cả. Chỉ có bàn tay nhỏ và suy nghĩ nhỏ của các chú mà thôi. Bác trực tiếp đi vi hành, như ngày xưa đã đi vi hành, để điều tra sự thật. Và khi bằng mọi cách, mọi biện pháp, kể cả biện pháp nghiệp vụ công an, mà điều tra ra chính thủ phạm là kẻ khác, còn người này bị oan, thì cái kẻ đó phải ra tự thú, và cái người bị xử oan là được trả lại tự do. Và Bác khen ngợi cái công việc làm này, và lại hỏi Bác một câu là, thưa Bác, việc đã xong mà sao Bác vẫn buồn không vui? Bác trả lời là, Bác vui làm sao được khi trong cuộc sống vẫn còn bao nhiêu điều ngang trái như thế này. Cho nên ấy, câu chuyện chỉ liên quan đến một người và một gia đình, nhưng lại liên quan đến tất cả mọi người và mọi số phận. Cho nên các chú phải nhớ, làm việc vì dân và cho dân thì phải hết lòng vì dân, hết lòng vì dân vì nước. Đấy là điều mà chúng ta nhắc lại, để ta nhớ rằng là cái thông tin này đấy, nếu như tất cả chúng ta đều suy nghĩ, để biết dằn vặt, thì sẽ làm cho công việc hàng ngày tốt hơn, có trách nhiệm hơn, giảm thiểu được những sai sót không đáng có mà làm đau khổ đến cuộc sống của nhân dân. Cái ý nghĩa nhân văn của vở kịch và cái thông điệp thức tỉnh vở kịch là rất lớn, và rất nhiều nơi đã được xem xét cái vở kịch này. Tôi nhân đây tôi giới thiệu để các ông biết thêm một cái thông tin đó. Cũng như gần đây ở Hà Nội có một sự kiện ngoại giao rất nổi bật, đó là kỷ niệm 35 năm ngày thế giới tổ chức UNESCO công nhận Bác là danh nhân văn hóa, là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, là anh hùng giải phóng dân tộc, tròn 35 năm. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái tầm ảnh hưởng của Bác rất lớn như thế nào. Điểm cuối cùng mà tôi muốn trình bày với các đồng chí,
là chúng ta phải trở lại học tập làm theo đạo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề thực hiện cho được cái mắt xích trong cả sợi dây chuyền. Đấy là điều bác nói đấy. Cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Cán bộ là người đem đường lối chính sách của Đảng đến với nhân dân, giảng giải cho dân hiểu, thuyết phục dân. Thậm chí bác còn nói là trong 10 điều dân góp ý mà có 3 điều đúng cũng là quý rồi. Những điều gì đúng thì tiếp thu, những điều gì không đúng thì giảng giải lại, thuyết phục cho dân để dân hiểu. Tức là đem đường lối chính sách của Đảng đến với dân, đồng thời lại đem hiểu biết tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của dân báo cho chính phủ và Đảng biết, để chính phủ, Đảng và chính phủ ra quyết định cho đúng, cho kịp thời. Cái gì lợi cho dân phải quyết làm cho bằng được. Cái gì hại đến dân, dù một cái hại nhỏ, phải quyết tránh cho bằng được. Đấy là điều chúng ta học. Và những ấy, những cái như tư tưởng như thế đấy, cần thấm nhuần trong cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ vừa là trách nhiệm của từng người mà cũng là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo. Còn công tác cán bộ là một hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể là của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Và trong đó có một nguyên tắc tối quan trọng là nguyên tắc tập trung dân chủ, phải làm cho nó đúng. Các đồng chí theo dõi toàn bộ thông báo Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỷ luật cán bộ suốt 10 năm nay, gần đây nhất là hai mấy năm gần đây, tất cả mọi khuyết điểm, thậm chí những tội lỗi lớn đều có một nguyên nhân chung là vi phạm nghiêm trọng tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, cố ý làm trái. Thì những cái đó là phải sửa, sửa nghiêm khắc. Để tránh cho được hai cái điều này, nó rơi vào hai cái thái cực, hai cái biến dạng. Ở trên thì thành tập trung quan liêu, ở dưới là tự do vô chính phủ, là trái với tập trung dân chủ. Tập trung dân chủ tức là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương và Đại hội. Đặc biệt nữa là làm thế nào để cho tập trung dân chủ đấy, nó đảm bảo sức mạnh của tập thể, sức chiến đấu của toàn Đảng. Mà chỉ trong một môi trường như vậy mới lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt. Đấy. Thì có kể bao nhiêu về câu chuyện tư tưởng đạo đức phong cách của bác về cán bộ, công tác cán bộ cũng vẫn là không đủ. Nhưng đấy là điểm cốt yếu mà tôi muốn nhấn mạnh để các đồng chí đọc tài liệu tham khảo cho nó kỹ hơn và vận dụng vào thực tế cho nó sát hơn với thực tế địa phương. Bây giờ để kết thúc câu chuyện, tôi muốn giới thiệu với các đồng chí 3 sự kiện cuối cùng của bác, để chúng ta nói thêm là đến suốt đời bác vẫn quan tâm cán bộ và nhân dân. Câu chuyện thứ nhất hay sự kiện thứ nhất ấy, các đồng chí tự hỏi ngày bác ăn bữa ăn cuối cùng là ngày nào? Thứ hai, ngày cuối cùng bác rời nhà sàn, bác xuống ở cái nhà cấp 4 gọi là cái nhà hầm và bác chút hơi thở cuối cùng ở đó là ngày nào? Mà bác Trung ương thuyết phục mãi bác mới đồng ý. Thứ ba, ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào? Mọi người có thể không biết, nhưng mà con em xứ Nghệ, quê hương của bác thì phải biết, biết rõ ràng, cảm động, xúc động, để lấy đó làm trong một cái điểm tựa, ngày nào cũng phấn đấu rèn luyện. Thì tôi kể vắn tắt để các ông chỉ biết. Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1969. Tháng 8 là mùa thu. Tháng 8 là mùa ngày độc lập. Tháng 8 cũng là ngày bác ốm nặng rồi mất. Ngày 12 tháng 8 năm 69, cách đây đúng 53 năm,
Và một buổi chiều thì bác đi về phía Hồ Tây. Các đồng chí biết Hồ Tây cả, cái vùng rất đẹp của Hà Nội. Ở đó có một cái nhà khách của Trung ương, nó như cái biệt thự. Bác đến đó, bác đến để thăm đoàn ngoại giao Việt Nam đi đàm phán ở Pháp vừa mới về. Đoàn mới về nước chưa kịp đến thăm bác và báo cáo kết quả công việc đàm phán với bác. Bác biết bác chủ động đến thăm trước. Bác ân cần như vậy. Ta đừng quên bác là vị bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của nước ta nhé. Bác rất coi trọng ngoại giao, rất coi trọng đối ngoại. Thêm bạn bớt thù, bác tháo những cái bế tắc trong ngoại giao. Bác giải quyết các cái khủng hoảng trong đàm phán. Bác ví là mặt trận quân sự trên chiến trường, mặt trận kinh tế và chính trị quốc gia, nó như cái chiêng ấy, còn ngoại giao như cái tiếng ấy. Cái chiêng có to, có mạnh, có chắc thì cái tiếng mới vang xa được. Chứ muốn có thực lực ngoại giao thì phải có thực lực từ kinh tế, chính trị và quân sự. Mà bác là bậc thầy về vấn đề này. Thế bác đến thăm, bác chỉ dẫn rất tinh tường các việc đó. Trên đường trở về lại nhà sàn thì chẳng may trời mưa to gió lớn. Mà các bạn nhớ là những cái ngày bác mất ấy, bao nhiêu năm nay cứ những ngày bác mất, ngày tang lễ như thế này, mưa tầm mưa tã, lúc lạnh, lúc nắng, lúc mưa. Nó có cái gì trời đất chia sẻ đau đớn của chúng ta vậy. Thì bác trở về nhà sàn mưa to gió lớn như thế, cây cối đổ. Và năm bác mất là năm đê vỡ rất nhiều. Trên giường bệnh lúc hấp hối đấy, bác hỏi là đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Là thế đấy. Thì các bác sĩ khám bệnh cho bác, phát hiện ra dấu hiệu nhồi máu cơ tim của bác. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chỉ vì nhồi máu cơ tim mà mất trước giờ tổng tiến công Mậu Thân. Ta có nhớ không? Bây giờ thế, bây giờ đến lượt bác báo với Trung ương rằng bác đã có dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Ra sức cứu chữa cho bác, tiêm thuốc ngay kháng sinh cho bác. Và bữa tối hôm đó là muộn, đời bác đã bình phục, ổn định đã. Dọn cho bác một bát súp nhỏ, bát nhỏ lắm, bát súp. Trong đó chỉ có 3 củ khoai tây nhỏ, nhỏ xíu này, hầm với nước xương, nước sườn cho bác. Bưng lên, mà tay bác đã run lắm rồi. Bác đi thăm Thái Bình về mà chỉ một cơn mưa thôi đã liệt cả cánh tay. Bác tập trong đau đớn trong đêm khuya để chúng ta không biết, không xót xa thôi. Bác chống chọi với bệnh tật như vậy, chỉ vì miền Nam cố chờ đợi. Thế bây giờ bưng bát súp lên, tay bác đã run lắm rồi. Bác cầm thìa múc củ khoai tây mà không vững, nó rơi ngay xuống mặt bàn. Bác lấy khăn lau đi để ăn. Các bác sĩ khóc, xót xa quá, bảo nhau lấy bát khác cho bác. Bác khóc, bác bảo ngoài trời mưa to gió lớn như thế, lúa má hoa màu bà con mất hết, lẽ nào bác phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào. Thế là bác cố ăn, ăn khó nhọc hết được 3 củ khoai tây đó. Thì có ngờ đâu đấy là bữa ăn cuối cùng của bác. Nếu các đồng chí biết rõ về bác ấy, thì đừng quên là các mạch máu ở cổ bác nó giãn hết. Bác bỏ thuốc lá ngay từ khi viết di chúc. Và giáo sư tai mũi họng hàng đầu của Việt Nam là giáo sư Trần Hữu Tước thường xuyên được Trung ương gọi về để hàn các mạch máu trong cổ họng cho bác. Nó đã vỡ ra, chảy máu. Đây là bữa cuối cùng. 10 ngày sau, đến ngày 22 tháng 8 năm 69, Trung ương cố thuyết phục bác để mời bác rời nhà sàn. Vì trong tình hình sức khỏe của bác như thế này, bác ở nhà sàn là rất không lợi.
mời bác xuống ở cái nhà cấp 4 một tầng. Thật ra nó là cái hầm tránh bom thời chống Mỹ làm riêng cho bác. Bây giờ là chỗ để bàn thờ thắp hương cho bác ấy. Tổng bí thư năm nào cũng đến đó để thắp hương. Cái nhà 67 các ông chí, ngoài nó có biển là nhà 67. 67 là làm năm 1967. Còn cái nhà 54 là nhà bếp là làm năm 1954. Đều là nhà cấp 4 cả một tầng thôi. Tại sao Trung ương lại không để bác ở nhà sàn? Có lý do. Bởi vì lúc làm nhà sàn, bác không cho làm nhiều phòng, tối đa chỉ 2-3 phòng thôi. Bác lại không cho làm rộng, mỗi phòng chỉ 10 mét vuông thôi, bé xíu thế này, kê được cái giường cá nhân, cái bàn viết cho bác, cái giá sách, cái tủ quần áo, tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn là thế đấy. Hết thôi. Khi làm xong nhà sàn, bác mời bác vào ở, nói mãi bác mới vào. Bác lại dặn là bác ở một phòng thôi, một phòng dành riêng cho chú Tô. Chú Tô là bí danh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người bác thương nhất trong số các lãnh tụ. Mà Thủ tướng cũng là một nhà văn hóa lớn, một nhà giáo dục lớn, người cũng giống như bác ấy, quan tâm đặc biệt đến giáo dục. Các thầy giáo, cô giáo có nhớ câu của Thủ tướng không? Dạy học là nghề cao quý nhất giữa những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất giữa những nghề sáng tạo. Thế các bạn, trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Những lời ấy bây giờ nhắc lại đúng vào đầu năm học này là rất có ý nghĩa, để tất cả các nhà trường nhanh chóng đi vào nề nếp kỷ cương, xây dựng thương hiệu giáo dục trong thời đổi mới, mà tất cả vì hạnh phúc của con em chúng ta. Bác thương nhất chú Tô là thế đấy. Hơn nữa, bác không cho làm nhà sàn theo kiểu gỗ quý đâu, làm gỗ thường như nhà dân thôi. Dân như thế nào bác cũng như thế. Cái thời kỳ năm 60 khó khăn, bác còn yêu cầu nấu cơm độn cho bác ăn. Dân ăn thế nào cho bác ăn như thế. Độn ngô, độn khoai cho bác. Khổ thế. Đời bác có bao giờ sung sướng đâu. Bây giờ cũng vậy. Mời bác rời nhà sàn là vì một lý do nữa. Khi làm nhà sàn, bác kiên quyết không cho làm theo kiểu căn hộ khép kín. Tức là không có phòng vệ sinh ở trong khu ở. Phải đi bộ qua cầu thang xuống mặt đất, rồi vào nhà bếp là nhà 54 hàng ngày. Thì lúc bác khỏe, lúc ban ngày thì còn được. Bây giờ bác 80 tuổi rồi, 79, 80 rồi. Mà ban đêm khuya khoắt như thế này, gió máy biết làm thế nào. Thư ký của bác, ông Vũ Kỳ là về muộn nhất thì cũng vẫn phải về nhà mình chứ. Trong cái ngôi nhà sàn bé nhỏ đó, có một mình bác thôi. Giữa một rừng cây mênh mông như thế, bác cô đơn lắm chứ. Chứ thương bác. Cho nên Trung ương quyết định là lo cho bác, cho nên mời bác xuống ở nhà cấp 4. Mà phải thuyết phục bác thế này bác mới đi này. Thưa bác, bây giờ là thời gian bác phải dưỡng bệnh, cho nên mong bác để cho các bác sĩ đến khám bệnh hàng ngày cho bác ấy, đỡ vất vả hơn. Thì xin mời bác xuống ở nhà cấp 4 một tầng. Nói đụng vào tình thương của bác với bác sĩ, bác đồng ý ngay. Bác xuống nhà ở, xuống nhà hầm. Ai ngờ đâu bác xuống ở đó đúng 21 ngày, 3 tuần lễ thì bác chút hơi thở cuối cùng. Mà trên giường bệnh, bác nói những câu mà ai cũng ứa nước mắt. Hỏi về sức khỏe, vào thăm bác. Những lần hội nghị, cứ hỏi bác ơi, bác có khỏe không? Bác trả lời là muốn biết bác khỏe không thì cứ nhìn bác sẽ biết. Bác đang đứng trước mặt các chú đây. Thế hỏi bác, thưa bác ăn có được nhiều không? Bác có trả lời 2 bát, 3 bát, 2 chén, 3 chén thôi. Bác trả lời đúng là Hồ Chí Minh. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhịn. Đời bác bao nhiêu lần phải nhịn ăn. Gọi là đặc quyền đặc lợi, có cái gì đâu, có mỗi cái bát nước cơm chất ra cho bác.
Thế đấy là lúc hỏi về sức khỏe, lúc còn khỏe nhé. Bây giờ bác nằm trên giường bệnh, vào thăm bác, hỏi sức khỏe bác, bác nói ngay: người già thường hay khó tính, tuổi già hay hoài niệm, cho nên nếu có điều gì không phải, các cô, các chú thông cảm cho bác xin lỗi trước. Bác có lỗi gì đâu. Bác ân cần chu đáo, yêu thương chúng ta như vậy, mà bác nói như vậy, thì chúng ta có thể khóc được. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng thế chứ. Bác thương lắm. Bác cho mời cả hai vợ chồng và con cháu vào ăn cơm với bác đó mà. Thế mà lúc gắp thức ăn cho tất cả, tay bác cứ run thế này. Bác bảo ăn nhiều vào cho bác. Bác không ăn được nữa đâu, ăn thay cho bác nữa. Lúc ăn được thì chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Đúng là tâm trạng của một người già, các đồng chí, là bác Hồ. Đấy là cái ngày bác rời nhà sàn, vì không có nhà vệ sinh trong căn hộ khép kín, phải mời bác xuống ở dưới đó. Cái sự kiện thứ ba, ngày làm việc cuối cùng của bác, nào các đồng chí, là ngày nào? Các thầy giáo, cô giáo dạy lịch sử không thể nào quên được. Hội cựu chiến binh càng không thể quên, vì gắn với quân đội. Tôi được biết là huyện chúng ta rất quan tâm đến vấn đề lịch sử. Hầu hết các xã đã có lịch sử đảng bộ, huyện đã có lịch sử đảng bộ đến tận gần đây rồi. Thế là điều rất quý đấy. Đấy phải coi là tài sản, tinh thần, là tài nguyên cho các thế hệ sau. Thì càng phải nhớ ngày làm việc cuối cùng của bác là một ngày rất thiêng. Ngày 25 tháng 8. Tại sao là ngày thiêng? 25 tháng 8 là ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế là ngày bác đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6, 1911, Đại tướng chưa ra đời. Lúc bác đã lênh đênh trên biển cả, đã có mặt ở nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp rồi, thì Đại tướng mới cất tiếng khóc chào đời bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Bây giờ, ngày làm việc cuối cùng của bác lại trùng với ngày sinh của Đại tướng, 25 tháng 8 năm 1969. 69. Hai vợ chồng Đại tướng đến thăm bác, biếu bác hai quả dừa là tượng trưng cho miền Nam, thứ nước uống của miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi hiểu bác như thế. Bác bảo gói hai quả dừa lại vào một miếng lụa đỏ rất trang trọng. Cô chú sang thăm và biếu luật sư Trịnh Đình Thảo cho bác. Luật sư Trịnh Đình Thảo là một trí thức lớn của miền Nam, là đại diện cho phái hòa bình dân chủ trung lập miền Nam, rất có công trong sự thống nhất đất nước. Bác rất quý trọng, cũng như luật sư Hữu Hữu Thọ, mà đang có mặt ở Hà Nội, bác biết hết, đến thăm cho bác. Thế là bác tỏ rõ tình cảm với miền Nam. Hơn nữa, lúc còn khỏe đấy, bác đã từng đến thăm luật sư Trịnh Đình Thảo tại cái trụ sở phái đoàn miền Nam ở Hà Nội. Và bác hỏi một câu mà luật sư cảm động đến phát khóc. Vì bác biết là luật sư có một trang trại rất lớn ở quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn, bây giờ thành phố mang tên bác. Ông đặt cho cái đường xoài đẹp nhất trong trang trại đó tên là đường Hồ Chí Minh. Và chính quyền Ngụy nó cho quân đến đàn áp, định phá bỏ cái tấm biển, phá bỏ con đường đó. Luật sư kiên quyết bảo vệ trong khuôn viên nhà mình. Bác biết, bác đến thăm, bác hỏi là đường Hồ Chí Minh trong trang trại luật sư có còn không? Thì luật sư bảo: thưa bác, đường Hồ Chí Minh ở trong tim mãi mãi vẫn còn. 53 năm về trước, câu nói ấy làm xúc động muôn người. Và bây giờ 53 năm sau, chúng ta nhắc lại như lời thề nguyện của chúng ta với bác Hồ. Đường Hồ Chí Minh mãi mãi đi theo con đường của bác. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa sau. Đấy là ba sự kiện cuối cùng
trong cuộc đời sự nghiệp của Bác, một cuộc đời dâng hiến tất cả cho dân cho nước. Và chính vì thế đấy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là công việc gốc của toàn Đảng, thì chúng ta càng phải ghi nhớ thực hiện lời Bác. Bởi vì Bác là hình mẫu cán bộ cách mạng Việt Nam, rồi sau đó mới là tầm vóc lãnh tụ. Bác là một con người, là một cán bộ vì dân, vì nước, không nhận huân chương, ngực trống không, không một tấm huân chương. Tất cả cái gì cao quý nhất cho dân, cho nước, dành tối đa cho dân, cho nước, dành tối thiểu cho chính mình, gần như bằng không, hy sinh nâng niu tất cả chỉ quên mình, đó là Bác Hồ. Thì ba sự kiện này để nhắc nhở chúng ta ra sức học tập phấn đấu theo gương Bác. Và Bác có nói một câu như thế này, mà mỗi cán bộ, nhất là những người có trọng trách, càng phải ghi nhớ để thực hành. Vì thực hành là một năng lực cán bộ, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo cũng là năng lực, kiểm tra kiểm soát cũng là một cái năng lực, những đo tất cả là với dân. Bác nói là nhân dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều, nhân dân ủng hộ ít thì thắng lợi ít, nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi thành công hoàn toàn. Để tất cả chúng ta mãi mãi chung thủy với người dân, với tư cách người là người chủ, còn chúng ta là công bộc đầy tớ của dân, như Bác nói, Bác dặn. Chúng tôi nhắc lại là thủ lĩnh mặt trận, thủ lĩnh công tác dân vận vào lúc này đấy, hết sức cần thiết cho dân, cho Đảng. Giữ được dân là giữ được chế độ, mà mất dân là mất hết. Đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai là xét đến cùng, câu chuyện cán bộ, công tác cán bộ là câu chuyện phát huy ưu điểm và khắc phục mọi khuyết điểm. Bác nói là ưu điểm nhiều thì khuyết điểm ít, như thế ta sẽ tốt lên và mạnh lên. Còn nếu khuyết điểm nhiều thì ưu điểm sẽ ít, mà không sửa được thì sẽ yếu đi, thậm chí có nguy cơ thất bại và đổ vỡ. Đấy là câu chuyện Bác nhắc nhở mãi mãi có tính thời sự với chúng ta. Tất cả là do dân thôi. Thì sắp đến ngày dân vận đến nơi rồi, tôi cũng muốn nhắc các đồng chí cái câu này của Bác thấm thía lắm này. Bác nói là kháng chiến kiến quốc, bây giờ cũng vậy thôi, bây giờ là xây dựng và bảo vệ. Kháng chiến kiến quốc cần rất nhiều người, rất nhiều tiền, rất nhiều của. Cả ba thứ đó đều rất cần mà lại có sẵn ở trong dân. Nếu các cô chú dân vận đúng, dân vận khéo, được lòng dân, được dân ủng hộ thì mọi việc sẽ thành. Khó khăn mấy cũng vượt qua, mà thuận lợi bao nhiêu cũng phát huy được. Người tức là nhân lực, của là vật lực, tiền là tài lực, nhân tài vật lực có sẵn hết ở trong dân. Mà dân lại có lòng yêu nước yêu Đảng, dân sẵn sàng ủng hộ Đảng và nhà nước, chỉ cần cán bộ như thế nào mà thôi. Cho nên xét đến cùng, câu chuyện cán bộ là chìa khóa để giải quyết cái bài toán phát triển. Nói như Đảng ta là cán bộ chính là then chốt của then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng. Và hôm nay tất cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, đứng đầu đồng chí bí thư mà dự một hội nghị như thế này, chính là một sự cổ vũ lớn với toàn Đảng toàn dân trên huyện của chúng ta, trong đó có ngành giáo dục. Thì tôi kỳ vọng và chúc các đồng chí nhanh chóng phấn đấu để huyện chúng ta thành một huyện kiểu mẫu cả, vượt qua cả cái chỉ số phát triển khá này này, thành một kiểu huyện kiểu mẫu, thành một huyện có thương hiệu nhiều lĩnh vực trong sự nghiệp phát triển Nghệ An của chúng ta, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.